Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mới gồm có 3 tập. Bộ truyện kể về cô bé Khả Hân. Cô bé có hoàn cảnh rất đáng thương khi có một người mẹ vô cùng là ác độc âm mưu Thậm chí còn muốn bán con gái mình đi để kiếm tiền Còn ba cô thì không may mắn qua đời trong chính ngày sinh nhật của cô Nhưng dù cuộc đời xe duyên cho cô gặp được anh Nhưng nỗi bất hạnh sẽ tiếp tục kéo tới Hay là một cuộc sống tươi sáng hơn đang chờ đón cô Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi qua nội dung của chuyện Và ngay sau đây là tập 1 Tôi tên Nguyễn Khả Hân Là con một trong nhà Tôi được sinh ra trong gia đình khá giả ở miền Tây đất nước, nơi có nhiều trái cây nổi tiếng. Ba mẹ thương tôi, từ nhỏ luôn được ba bao bọc chăm sóc. Ba mẹ tôi có vựa trái cây bán ở chợ thị xã, cuộc sống của tôi chẳng thiếu cái gì cả, một gia đình hoàn hảo. Tôi hạnh phúc khi có người ba tuyệt vời, luôn yêu thương tôi, chăm sóc tôi nhiều hơn cả mẹ, lúc nào đi đâu cũng ẵm theo tôi. Nhưng niềm vui và hạnh phúc không ở bên tôi được lâu, Bé cô ập đến khi tôi 14 tuổi Mẹ, người tôi luôn kính trọng Vậy mà có người đàn ông khác Người đàn ông đó là mối làm ăn lâu năm Với gia đình tôi Từ trên thành phố xuống Thấy ba đau khổ khóc một mình Tôi thực đau lòng thương ba rất nhiều Ba là người đàn ông tuyệt vời Yêu thương vợ, cưng chiều con Hiền lành với mọi người Vậy tại sao mẹ phản bội ba tôi Ba tôi dùng sức thuyết phục Tha thứ cho mẹ tôi Mà không hề tức giận hay chóc móc mẹ tôi một tiếng. Có lẽ vì ông ấy thương bà, mẹ tôi quay về sửa chữa lại lỗi lầm. Tôi và ba tôi rất mừng vì điều đó. Nhưng lòng người đã đổi, sao trở về được như cũ? Mẹ tôi vậy mà trở lại, tìm cách lấy được tờ giấy nhà đất, giấy tờ kinh doanh của vựa trái cây bán hết và ôm số tiền đó theo tỉnh nhân. Ba tôi vì quá yêu bà ấy và thất vọng tức đến nỗi lên cơn đột quỵ chết tại nhà trong vòng tay tôi. Trước khi nhắm mắt Ba sợ mặt tôi Ba xin lỗi Con gái cương à Ba không cho con được gia đình hạnh phúc Ba, ba không cho con được gửi mẹ tốt Ba xin lỗi Con dáng sống tốt Ba yêu con Tôi khóc lóc thảm thiết Tôi ôm ba nước mắt tuôn rơi Ba, ba đừng bỏ con Đừng bỏ con Con không cần mẹ Con chỉ cần ba sống bên cạnh con thôi ba Hôm nay tôi tròn 15 tuổi Tôi và ba muốn trốn trong nhà đợi mẹ về làm tiệc sinh nhật cho tôi. Nhưng ai ngờ đâu, ngày tôi sinh ra là ngày tôi mất đi người yêu thương tôi nhất trên đời. Tôi sống ở nhà chú út để ăn học, chú thím thương tôi. Dù gia đình chú thím không khá giả như gia đình tôi, nhưng cuộc sống rất vui vẻ ấm áp. Tiền tôi dành dụng được trước đây, tôi dành trả học phí, tôi cố gắng học sau này để đáp lại chú thím. Nhưng một thời gian sau, người mẹ đó quay về đòi quyền nuôi tôi. Bà nói, ba tôi mất rồi, nuôi tôi là trách nhiệm của bà. Dù gia đình chủ út thương cháu, cũng không giữ lại tôi được, vì trên pháp luật không có quyền, nên đành cho tôi đi. Tôi ngày thơ không biết gì, cứ ngỡ mẹ thương tôi, tôi rất vui sống với mẹ, mẹ cho tôi ăn học đàng hoàng. Càng lớn tôi càng giống ba, với đôi mắt đen to tròn, khuôn mặt khả ái, sống mũi cao, đôi môi hồng xinh xắn. Người dưỡng rẻ tiền nhiều lần có ý đồ với tôi, nhưng tôi cẩn thận luôn khóa cửa phòng khi về đến nhà Năm nay tôi tròn 18 Từ lúc lên đây ở Mẹ không cho tôi liên lạc với gia đình chú út Tôi nhớ họ Tôi đang học bài Thì nghe tiếng cãi vã vang lên Anh là cầm thú đấy à Anh ở với tôi Có muốn lấy luôn con gái của vợ Ngoài đường có bao nhiêu gái Sao anh không chơi Anh cứ muốn con gái tôi hả Cô có câm miệng lại cho tôi không Ai kêu con gái cô ngon như vậy Cô cũng đừng tỏ ra mình là người mẹ thanh cao, không phải cô nuôi nó cho lớn khi đủ tuổi rồi cô làm thủ tục cho nó qua làm vợ bé thằng già đó à? Bán nó thì cho tôi chơi nó trước đi, thằng già đó cần gái đẹp đâu mà biết nó còn nguyên hay không. Tôi nghe hai người cãi nhau, tôi chết đứng, hóa ra tất cả là lừa dối, tôi bụ miệng lặng lẽ rơi nước mắt. Anh im miệng đi, có gái tôi còn nguyên thì cái đó lão già mới trả nhiều tiền, trả hết nợ được cho anh. Anh đụng đến nó, tới số với tôi đấy. Không được, tôi phải chạy trốn khỏi cái nhà này. Tôi lặng lẽ khép cửa, soạn đồ vào ba lô. Hên tiền mẹ cho tôi tiêu hàng tháng vẫn còn chút ít. Đến 2 giờ sáng, hai người đó ngủ hết rồi, tôi mới mở cửa trốn đi. Trong đêm tối, tôi không biết đi đâu, chỉ biết cắm đầu bỏ chạy khỏi đó. Phía sau cảm thấy có ai đi theo, là con gái, tôi lo sợ vô cùng. Vì từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà vào lúc khuya như vậy. Tôi nghe tiếng bước chân. Tôi càng cắm đầu mà chạy. Để khi vấp cục đá té xuống, tôi nghĩ tiêu rồi. Chuyện này chắc gặp bọn ác ôn. Lúc đó tôi nghe một giọng lớn tuổi. Có gái. Con là ai? Sao giờ này ở ngoài đường? Buổi tối đi một mình nguy hiểm lắm đấy. Ngược lên nhìn, thấy một người trung niên, nét mặt hiền như ba tôi. Tôi dưng dưng trả lời ông. Dạ... Con bị người ta chuẩn bị đem bán đi Con sợ quá nên con bỏ trốn Ông ấy giật mình Ai ác thế Thế rồi con định thế nào đây Ta là tài xế xe khách Ta đang dừng cho mọi người ăn uống Ở trạm dừng chân đằng kia Thấy con đi bộ lúc nãy khi lái qua đây Ta chạy đến thăm hỏi Con cảm ơn chú Xe chú đi đâu chú cho con đi theo rời khỏi đây được không chú Được rồi Xe của ta từ thành phố A Cách đây một ngày đi xe Ta lái xe cho công ty du lịch đến đây tham quan Giờ khởi hành trở về Để ta xin mọi người cho con quá giang đến đó Rồi chạy khỏi đây Có cảm ơn chú à con đội ơn chú Tôi mừng rỡ đi theo chú Sau khi nghe chuyện của tôi Đoàn tham quan ai cũng thương tình Nên cho tôi đi nhờ Tôi may mắn gặp chú Chắc do ba tôi phù hộ và bảo vệ tôi Ba ơi Con nhớ ba nhiều lắm Đến thành phố A, mọi người cầu ý giúp đỡ tôi, nhưng tôi cảm ơn họ nhiều và không muốn làm phiền người khác nên đành xin phép rời đi. Chú tài xế kêu tôi lại hỏi, con quen biết ai thành phố này không? Dạ không ạ. Thế thì con định thế nào? Dạ, con đi tìm một phòng trọ rồi sau đó con tính tiếp. Chú cố ý này, em gái chú có dãy trọ cho thuê, chú đưa con đến đó, chú nhờ nó giúp con nhé. Chứ ở đây không quen ai, coi chừng bị gừa gạt đấy. Tôi mừng quá trời đất. Đúng là như thế, ở thành phố này còn lớn hơn nơi mẹ tôi sống, tôi lại không quen biết ai nên cũng sợ thực sự. Dạ được ạ, à, con cảm ơn chú nhiều ạ. À. Vậy đợi chú chút, chú lấy xe máy rồi chở con đi. Tôi thực may mắn khi được chú giúp đỡ. Chú chở tôi đến nhà trọ mà em gái chú đang cho thuê. Bà nhìn thực sự rất hiền từ. Nhà bà ở phía trước mặt có mở quán ăn nhỏ, phía sau dãy nhà trọ bà cho thuê có học sinh, sinh viên, có người công nhân, có cả gia đình nhỏ đi làm thêm mướn nữa. Bà chủ nói, phòng này sát cạnh nhà cô luôn, có gì con cứ lên nói cô giúp. Anh của cô có nói về hoàn cảnh của con nên cô thương, cứ đây để khi nào cũng được, thôi không lấy tiền trọ đâu. Dạ có cảm ơn cô, nhưng tiền thì con trả cô, cô ghi lại cho con cũng được ạ. Khi nào đó con kiếm được việc làm rồi con gửi lại cô cô với chú giúp đỡ con như thế con thực sự mang ơn ạ à. ơn cái gì mà ơn con cũng cỡ tuổi con gái cô nên cô thương dạ con cảm ơn cô thật ra khi biết chú tài xế là người tốt trên đường đến đây tôi kể rõ cho chú nghe cả việc mẹ tôi muốn bán tôi đi nên chú tội nghiệp và nói với em của chú giúp đỡ tôi gia đình chú khá giả con chú không cho chú đi làm nhưng vì lúc khổ làm nghề tài xế nên bây giờ vẫn yêu nghề Chú chạy xe lúc rảnh lúc buồn chán Rồi may mắn sao tôi mới gặp được Tôi thấy mình quá là tốt khi có người giúp đỡ rồi Tôi sẽ cố gắng đi làm và trả tiền cũng như trả ơn cho họ Tôi nhớ gia đình chú út nhưng tôi không về quê được Họ chắc chắn về đó tìm tôi Nên giờ tôi trốn đã rồi từ từ tính sau Hôm nay ngày đầu tiên tôi ở nơi xa lạ Đi hết chỗ này tìm việc đến chỗ kia xin việc Cuối cùng xin vào quán nước và bánh ngọt Công việc cũng không vất vả Chỉ cần đứng tiếp khách Sắp xếp bánh thu tiền Ở đây làm việc theo ca Vì tiệm mới là một chi nhánh Của một chuỗi các quán nước Do mới mở nên cũng chưa có đông khách lắm Làm việc 2 ca Sáng bắt đầu 6 giờ đến 2 giờ trưa Chiều thì 2 giờ đến 10 giờ tối Quán này cách chỗ tôi ở Khoảng 15 phút đi bộ Nên cũng tiện cho tôi Tìm được công việc tôi vui lắm Về khoe với cô chủ nhà trọ để ăn mừng cô cho tôi tô thịt cô mới kho tôi cảm ơn cô vì cô thực sự rất thương tôi ngày đầu đi làm tôi học việc rất mau mọi người ai cũng thân thiện và hòa đồng cũng chạc chạc tuổi nhau thầm thoát tôi làm việc ở đây một tuần hỏi ra thì trong quán tôi nhỏ tuổi nhất nên mọi người cũng giúp đỡ tôi nhiều có một chị thương tôi tên là quỳnh diệp là sinh viên chị đi làm bán thời gian để kiếm thêm tiền cho việc học bé hân ăn sáng chưa chị mua một phần cho em này Em cảm ơn chị ạ. Ngại quá. Lần nào chị cũng mua cho em. Ôi giời ơi. Chị thích cưng. Chị mua cho em ăn chung có gì đâu. Dạ em cảm ơn chị. Mà này. Ngoài công việc này, cưng đi làm thêm gì không? Dạ em cũng đang tìm thêm ạ. Nhưng cũng chưa tìm được. Chị có cùng bạn chị xin làm người phục vụ. Nhưng không phải lúc nào cũng làm. Khi nào có những buổi tiệc người ta mới gọi. Ý. Em làm không? Chị giới thiệu em vào. Chị em mình làm cùng cho vui. Ôi thế cảm ơn chị nhiều em nhất định làm được ạ chị ra dấu ok rồi hai chị em cùng cười rồi ăn sáng để vào ca làm thực ra tôi muốn kiếm thêm tiền để thứ nhất có nhiều tiền hơn tôi sẽ không đi xa khỏi thành phố này vì ở cách mẹ một ngày đi xe thực sự cũng chưa an toàn thứ hai tôi muốn có tiền về quê một lần tháp nhang cho ba thăm gia đình chú út nên giờ tôi phải gắng lên phải mạnh mẽ lên thôi có công việc ổn định ở quán nước và công việc phục vụ thêm giờ ở các buổi tiệc suốt 3 tháng nay, tôi dành dụng được chút ít tiền. Bác Tuấn, người tài xế giúp đỡ tôi lần trước hay ghé thăm tôi. Bác cũng có con chạc tuổi tôi, bác thương tôi như con gái vậy. Tôi được bác bán lại cho chiếc xe máy cũ của con gái bác giá rẻ cho tôi đi làm ít cực. Hơn mua xe này đi làm đi, giờ chị đi làm ở công ty lương ổn, chị mua xe mới. Chị để lại cho cưng, Ban đầu chị nói với ba cho cưng luôn để cưng đi làm Nhưng mà cưng không chịu Nên giờ chị bán luôn đấy chịu không Chị Tuyến có gái bác Tuấn cười nói với tôi Tôi thực may mắn khi được họ đùm bọc Tôi cảm động Cảm ơn chị nhiều ạ Cả nhà thương em quá Em không biết lấy gì báo đáp nữa chị ạ Thiệt là mọi người thương em như gia đình Đừng có ngại Đúng đấy đúng đấy Với gia đình anh đừng có ngại gì hết Anh Minh con trai lớn bác Tuấn nói mà không biết sao bữa nay anh ở đây có mua cho tôi nhiều đồ ăn nữa em cảm ơn ạ à. không cần cảm ơn gì anh minh thương mẹ hơn còn hơn cả chị nhiều lúc chị nghĩ không biết chị có phải em gái anh ấy không đấy chị tuyến trêu chọc cái con bé này anh minh trách móc quay qua tôi mỉm cười đừng nghe nó nói gì hết nghe chưa nó trêu anh đấy dạ em biết vậy hôm nay sẵn dịp em không đi làm thì đi ăn cùng anh với con bé tuyến luôn hai tụi anh định đi ăn tối đây anh minh rủ tôi nghe vậy ngại ngùng dạ nhưng mà không có những gì hết coi như hôm nay mừng em mua xe mới đi anh minh nói vậy thì thôi tôi không từ chối rồi cùng hai anh em đi ăn lúc đi chị tuyền nói đi mua chút đồ nên kêu tôi cùng anh minh ra quán trước ngồi phía sau tôi cảm thấy ngại quá anh chở tôi đi và có quay ra hỏi thăm tôi em hiện công việc ổn chứ có cần anh giúp không anh mới mở một nhà phân phối sữa công việc cũng ổn định thế muốn đến cho anh làm không không cần đâu ạ à. em làm việc ở quán nước gần nhà cũng tốt rồi thực cảm ơn anh nhiều cần giúp đỡ gì thì cứ nói với anh anh luôn sẵn sàng giúp đỡ em vâng em cảm ơn ạ à. tôi ngại ngùng trả lời thực sự gia đình họ là ân nhân của tôi tôi thực không dám phiền họ nữa hôm nay ngày nghỉ tôi định đi đến siêu thị mỗi ít đồ về nấu ăn vừa đi vừa ngó xung quanh vô tình va vào một người thân hình người đó cao lớn cứng cáp khiến tôi bật ra xém chút nữa là đo đất. Nhưng eo tôi được giữ lại. Khi mở mắt, người đàn ông va phải đang ôm tôi. Người đàn ông rất cao. Tôi đứng chắc chưa tới vai. Hồ hoảng tôi cúi đầu xin lỗi. Thật xin lỗi ạ. Tôi không có ý. Mong anh bỏ qua cho. Tôi cúi đầu xuống không dám ngước lên nhìn. Người đó cũng chỉ gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Không sao đâu. Tôi không dám ngó nghiêng. Cứ mua gì thì tìm nó. Và luôn chú ý đường đi. Khi ra quầy tính tiền, Tôi thấy người đó đứng nói chuyện với một số người nữa Chắc anh ta là ông chủ của siêu thị này Tính tiền xong Tôi quay bước đi Nên không kịp nhìn thấy người đàn ông đó Đang nhìn qua hướng này Tuần này tôi làm ca đêm 9 giờ hơn có vài người khách bước vào Vì mấy anh chị làm thêm ngoài giờ Đều về rồi Trong tiệm còn vài nhân viên Tôi bước đến đưa menu cho khách Mời kịp khách chọn món ạ Như sao trong mấy người khách Tôi thấy người quen quen nhưng tôi mới đến đây sống mấy tháng Cũng đâu quen biết ai nhiều Sau khi gọi nước và ít bánh xong Tôi về quầy ngồi Đưa danh sách khách gọi qua cho người đàn anh chuẩn bị Sau khi xong tôi bưng ra cho khách Rồi lại trở về quầy Sau này cứ thấy sao sao thế nhỉ Cảm giác như có ánh mắt nhìn mình Mà tôi cũng không biết ở đâu nữa Sắp đến 10 giờ khách ra về hết Tôi cùng mọi người dọn dẹp đóng cửa Dẫn xe ra về cứ như thường vừa chạy xe Vừa nhìn đường phố sắp sửa đi ngủ Vậy mà có một chiếc xe hơi chậm rãi chạy phía sau tôi Khi tôi đến khu trọ và quẹo vào Chiếc xe lên ga chạy đi Tôi thì vô tư về phòng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ Mà không hề hay biết gì cả Sáng nay vừa đi làm đến tiệm Chị Diệp kêu tôi Bé Hân ơi tối nay có bữa tiệc đấy Cứ nhớ đến sớm Đừng đi trễ quản lý la nghe chưa Ôi chị không nói em quên mất Vâng ạ em tranh thủ đến sớm tôi quên mất hôm trước quản lý có thông báo với tôi hôm nay có bữa tiệc kỷ niệm của tập đoàn nào đó tôi và chị diệp cùng được gọi đi làm công việc ở đó không có vất vả gì chỉ cầm rượu đi vòng vòng cho những vị khách quý đó cần thì lấy hoặc thấy thức ăn trên bàn hết thì thêm vào chỉ có điều những buổi tiệc đó thường kết thúc trễ nếu đi làm mà hôm sau được làm ca chiều thì tôi vẫn ổn chứ hôm sau làm sáng tôi mệt chút thôi nhưng công việc tiền cũng cao, vì đam mê kiếm tiền tôi dáng vậy. Tan làm 2 giờ, tôi tranh thủ ngủ 30 phút rồi chuẩn bị đi làm. Nơi tôi làm hôm nay, một khách sạn nổi tiếng ở thành phố, tiệc rượu được tổ chức ở tầng 1. Hóa ra hôm nay, tiệc kỷ niệm ngày thành lập của tập đoàn Lý Thị, tập đoàn chuyên về thương mại điện tử và nghe nói, họ định chuyển qua thêm mặt hàng kinh doanh trung tâm thương mại. Đúng là giàu có thật. Khách ở bữa tiệc này toàn người có tiền có quyền Bữa tiệc cao cấp này hơn những bữa tiệc trước đây tôi từng làm Tự nó với lòng nhất định phải cẩn thận đấy Khi trời tối khách đến sắp đông đủ Tôi thấy có một gia đình bước vào Gồm có ba mẹ đi trước Kế đó người đàn ông tuấn tú Vóc dáng người cao to chắc phải tầm mét 8, Nhưng khuôn mặt thì rất nghiêm nghị lạnh lùng Thực sự khi nhìn vào tôi thấy đáng sợ quá đi mất bên cạnh người đàn ông có hai cô gái đi cùng chắc là em gái anh ta bởi khuôn mặt có bảy tám phần giống nhau hai cô gái một người có nét đẹp trưởng thành xinh đẹp sắc xảo một người có nét đẹp tinh nghịch và có vẻ bất cần đời người nhà giàu có khác gia đình toàn cực phẩm mãi chăm chú nhìn chị diệp đến nhắc nhở tôi thôi đừng có nhìn lo tập trung vào việc đi không thôi quản lý la bây giờ ờ em nhớ rồi ạ em cảm ơn chị Tôi không để ý nữa Tập trung làm việc của mình Cầm mâm rượu tôi đi xung quanh Thì có người kêu tôi Cô gái à cho tôi một ly rượu Nghe tiếng tôi quay lại Đi đến thì thấy người đàn ông đẹp trai lúc nãy kêu tôi Bên cạnh anh ta có vài người đàn ông đừng nói chuyện Tôi lại chân đưa rượu rồi cúi đầu Khi người đàn ông lấy rượu rồi Tôi ngước lên vẫn thấy anh ta nhìn tôi chăm chú Tôi im lặng lảng đi chỗ khác Tập trung vào công việc của mình Ở bên này người đàn ông đang nhìn tôi mỉm cười Tôi thiệt lúc đó Thấy nụ cười ấy chắc tim tôi đập loạn Nhưng mà sao tôi thấy người đàn ông Cứ thấy quen quen mặt vậy ta Lý Thế Bảo đứng cùng anh em song sinh nhà họ Trần, Trần Thanh Đạt và Trần Quang Đạt. Ông Phan cụ con gái đi đến bắt chuyện. Có gái ông tên Tuyết Lan mặc trên người bộ đầm body ôm sát, chỗ nào cần hở thì hở, không cần hở nó cũng hở luôn. Cô ta đi đến đưa ly rượu mời Bảo. Anh ta khó chịu, không có ý nhận ly rượu. Nhưng ông Phan mời mọc không uống thì không nể mặt cho nên bảo đành nhận ly rượu uống. Sau khi thấy anh uống xong ly rượu, hai cha con rời đi. Quang Đạt buông lời trêu ghẹo Coi bộ con gái lão Phan mê cậu. Bước đến đây đôi mắt cô ta không rời khỏi cậu đâu. Loại cô gái như cô ta ư, tôi không có thèm. Thạch Đạt khịa, vậy cô gái thế nào lọt vào tầm mắt của Lý Thiếu Gia đây? Bảo không trả lời chỉ mỉm cười, Lê đôi mắt cô gái nhỏ đứng sắp xếp bánh ở đằng kia Bên này tôi đang sắp xếp bánh Vừa xong quay qua va phải một người Chắc là tiểu thư nhà nào đó đến dự tiệc Xin lỗi nhé, cô có sao không? Tôi không cố ý Tôi thấy vậy trả lời, tôi không sao ạ Tôi đi lau nước sơ qua là được Vị tiểu thư nói Xin lỗi cô nhiều, hay tôi gửi tiền mặt để ủi là cho cô nhé Không, không cần đâu ạ Tôi nói xong vội rời đi Cô tiểu thư nhìn theo ái ngại Tôi đi làm phục vụ cũng không ít bữa tiệc Nhưng lần đầu tiên thấy có người lịch sự như vậy Đa phần những người ở các buổi tiệc thế này Không bao giờ coi trọng Hay tôn trọng những người làm như tôi Thôi kệ Coi như suối quẩy Tôi đi vào nhà vệ sinh để rửa Nhưng không biết sao phòng vệ sinh nữ lúc này đầy người Tôi sợ quản lý la Nên tôi lội bộ lên nhà vệ sinh tầng 1 để rửa Vừa bước đến tầng 1 Chuẩn bị qua cửa thang máy Là đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang có bàn tay nắm chặt tay tôi Có, có thể giúp tôi, giúp tôi với Vừa nhìn qua Đây không phải người đàn ông đẹp trai buổi tiệc Đi đến cùng cả nhà toàn là cực phẩm đây à Vội đỡ lấy anh ta Tôi mới hỏi Tôi giúp gì được cho anh Đưa tôi đến phòng 109, làm ơn đi Rồi anh ta đưa thẻ phòng cho tôi Lỡ rồi giúp đỡ thôi Vì trông anh ta có vẻ khó chịu Đưa anh ta đến phòng 109 Mà anh ta bị sốt hay gì Sao người nóng thế này Đưa vào phòng, đỡ người đàn ông cao lớn nằm xuống giường Tôi thở cũng chẳng ra hơi nữa Vừa đứng lên định hỏi thăm người nhà anh ta để giúp đỡ Anh ta giơ tay kéo tôi xuống Mật thằng bằng tôi ngã lên người anh ta Lần đầu tiên tiếp xúc người khác phái thế này tôi ngại ngùng lắm Cố gắng chống tay ngồi dậy Anh ta một tay ôm eo tôi kéo sát vào anh ta Một tay đỡ lấy đầu tôi kéo xuống Chưa kịp bàng hoàng Đôi môi mỏng ấm áp ngậm lấy môi tôi Chuyện quá gì xảy ra thế này đủ hôn đầu đời của tôi chưa kịp phản ứng người đó hôn tôi cuồng nhiệt bàn tay càng lúc càng không ngừng làm loạn tôi sợ hãi đẩy ra và chạy đi người đàn ông lật người lại nằm trên người tôi đôi mắt mơ màng mở ra và cất tiếng thì thầm em giúp tôi tôi khó chịu lắm nếu không tôi chết mất nhưng tôi tôi miệng hỏi mà tôi chưa kịp trả lời anh ta tiếp tục cúi xuống hôn tôi bàn tay tìm lấy tay tôi mà nắm Tôi mở miệng thở dốc Lấy không khí Thì lần nữa anh ta càng cuồng nhiệt Tôi vừa sợ Vừa lạ lẫm khó chịu với cái cảm giác lần đầu trải qua Gái góc tôi nổi hết lên Cố gắng chống cự Nhưng thực không được Bàn tay nam tính mạnh mẽ Cởi từng nút áo của tôi Tôi hoảng hốt để anh ta ngủ dậy Nhưng sức tôi sao có thể Anh ta cúi đầu nói khẽ Làm ơn giúp anh Anh chịu trách nhiệm với em cái gì thế này chứ Và rồi tôi không biết chuyện sau đó xảy ra thế nào Cho đến khi tôi mệt quá ngất đi lúc nào không hay Sáng hôm sau khi mở mắt Tôi thấy mình được tắm rửa sạch sẽ Bởi trên người tôi được mặc cái đầm ngủ Mà cả người thì dã rời đau nhức Và nằm trong tay của ai đó Ngước mặt lên Tôi thấy anh ta đang nhìn tôi chăm chú Vừa tức tôi vừa sợ không nói nên lời Anh... anh... Anh cái gì mà anh? Tôi hỏi này, tên em là gì? Anh ta cười nhìn thẳng mắt tôi, bàn tay giơ lên vuốt vuốt tóc tôi nữa. Tôi tức giận, nhưng cũng nhút nhát, vì tôi biết người như anh ta không thể động vào. Cúi mặt không trả lời, anh ta liền thấy vậy hỏi tiếp. Nói đi em tên gì? Thầy tôi vẫn im lặng, anh ta tiếp tục hỏi. Em không nói không sao, tôi điều tra ra được mà. Tôi, tôi tên là Nguyễn Khả Hân, bây giờ tôi có thể đi được chưa? đi á vâng cũng sáng rồi mà tôi tôi có thể đi được chưa tôi không dám nhìn mặt người đàn ông này đôi mắt chim ưng của anh ta thực sự là đáng sợ nghe tôi nói anh ta cười lớn hỏi ngược lại em không muốn tôi chịu trách nhiệm với em à tôi vội vàng trả lời tôi không muốn là anh ta nghĩ tôi cố tình trèo lên giường của anh ta đâu không không tôi không cần chịu trách nhiệm gì hết hôm qua là anh nhờ tôi giúp anh mà không cần chịu trách nhiệm nói vậy nếu hôm qua không phải là tôi Thì ai em cũng làm chuyện đó ư Không phải thế Nhưng tôi thực sự muốn sống yên ổn Người cao sang như anh Tốt nhất tôi không nên vây vào Thế cho nên tôi thấy sắc mặt của anh ta nhăn lại Tôi hơi run Anh ta nhìn tôi cặp mắt như tiên lửa Tôi vội vội vàng vàng nói Thế nên anh không cần chịu trách nhiệm gì cả Thật đấy Nhưng đêm qua lần đầu tiên của em vẫn không muốn tôi chịu trách nhiệm ư Tôi gật đầu đồng ý rồi cười đáp Thật không cần chịu trách nhiệm gì hết Em không muốn Nhưng tôi vẫn muốn chịu trách nhiệm thì sao nào Với lại đêm qua là đêm đầu tiên của tôi Nên em phải chịu trách nhiệm với tôi Vì lấy đi lần đầu của tôi Nghe tin như là xét đánh ngang tài Rốt cuộc là sao Có ai không làm ơn cứu cô được không Sao có thể vô lý như vậy Tôi là con gái không bắt anh ta chịu trách nhiệm thì tôi, sao anh ta bắt tôi phải chịu trách nhiệm? Tôi kìm nén nãy giờ, giờ chịu không nổi liền bật khóc. Thấy tôi khóc, anh ta ngồi dậy ôm tôi trong lòng, sao lại khóc? Tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm về em. Tôi không cần, tôi quá khổ rồi, tôi không muốn vướng vào anh, anh tha cho tôi đi mà. Tôi càng khóc lớn hơn, kiểu bao chịu đựng bao uất ức từ trước giờ tôi đều lôi ra hết. Tôi quá bất hạnh. Khó khăn lắm mới trốn được làm lại cuộc đời Tại sao tôi lại gặp phải anh ta Mất đi lần đầu Thứ quý giá nhất của người con gái Ai mà không đau lòng Tôi muốn dành nó cho người tôi yêu Nhưng tối qua Tôi lại không muốn vướng vào những người quyền thế Hôm qua suốt buổi tiệc Tôi nghe về người đàn ông này rất nhiều Một người máu lạnh trên thương trường Người người đều sợ Thì sao tôi dám vướng vào chứ Người quyền thế như anh ta Muốn bao người mà không được Nhưng làm ơn cho tôi được yên vừa tủi thân vừa uất ức tôi khóc không biết trời đất thế nào vì sao ba không còn sống để con có thể dựa vào đây ba thấy tôi khóc dữ quá bảo chỉ biết im lặng ôm tôi không nói thêm gì sau khi khóc xong tôi đi tắm rửa cho tỉnh táo rồi trở về nhà trọ không thèm nhìn bảo một lần nào luôn còn về bảo khi thấy tôi khóc quá cũng không biết nói gì trong đầu nghĩ kệ biết tên cô gái nhỏ này rồi nơi cô ấy đang sống cũng biết thì từ từ rồi tính Sáng đó Lý Thế Bảo cho người phong sát công ty ông Phan vì dám có ý đồ chút thuốc anh. Bảo có thể chắc chắn vì sau khi uống ly rượu của con gái ông ta, anh không uống thêm bất cứ cái gì, sau đó phát hiện bị bị trúng thuốc. Vội vàng đi lên lầu 1 và phòng được đặt sẵn để gọi cho em gái kêu bác sĩ đến. Ai ngờ vừa ra khỏi thang máy, gặp ngay người con gái đáng yêu đúng ý anh nên anh không cần phải gọi thêm ai. Ai ngờ cô bé này là lần đầu tiên. Khi tắm rửa cho cô bé, Bảo quyết định chịu trách nhiệm lại thêm bất ngờ sáng ra thức dậy cô bé không những không đòi trách nhiệm mà còn đòi chạy trốn thực sự thú vị trước đây toàn gái gặp anh chạy đến tìm cách lên giường anh lần đầu tiên anh gặp cô gái không những không đòi trách nhiệm còn tìm cách chạy khỏi anh lần nữa bảo cho người điều tra xem cô bé có lai lịch thế nào sáng nay người của anh đem kết quả tới vừa ngồi xem anh vừa suy nghĩ tại sao cô gái như vậy có hoàn cảnh tội nghiệp thế Chả trách vì sao cô bé lo sợ tiếp xúc với anh Đúng là người mẹ độc ác Đừng để anh gặp bà ta Không là anh không để yên đâu Bảo nhớ lần đầu tiên gặp mặt Khả Hân Là vào ngày anh đi khảo sát một siêu thị Để xem việc kinh doanh mua bán thế nào Vì anh có dự án định phá bỏ siêu thị nhỏ đó Lúc đi xem các loại hàng hóa Có người con gái va vào anh Anh nhanh chóng ôm cô gái để cô không té Thì thấy cô gái đang nhắm mắt Một lúc sau mắt hé ra Bảo khự người Vì cô gái với đôi mắt đen to tròn Khuôn mặt khả ái Sống mũi cao Đôi môi hồng xinh xắn Làm tim anh hẫng đi một nhịp Phụ nữ anh gặp nhiều Nhưng toàn những cô gái son phấn Khuôn mặt giả tạo Ngoài hai cô em gái ở nhà Anh chưa từng thấy ai xinh đẹp hết cả Vậy mà hôm nay Có một người làm tim anh lỗi nhịp Anh tỏ ra không có gì Cô gái dường như sợ đắc tội với anh Nên cúi đầu xin lỗi Và nhất định không ngẩng mặt lên sau khi khảo sát xong anh vô tình quay qua quầy tính tiền thấy cô bé vừa bước ra tự nhiên tò mò anh chạy theo nhưng cũng không kịp như có nhân duyên đến một ngày anh đi uống nước cùng với bạn thường thì bọn anh hay đi ba uống rượu tự nhiên hôm đó hướng lên đi cà phê quán nước khi vào quán anh gặp nghe cô gái hôm bữa nhưng dường như cô gái không nhận ra anh sau khi kêu nước anh chọn hướng có thể thấy quầy tính tiền để thấy cô gái nhìn thấy sự chăm chỉ làm việc rồi nụ cười tươi như hoa anh nghĩ thực không xong Khi ra về Anh cố ý ngồi trong xe Đợi cô bé đi ra để đi theo Sống 27 năm trên đời Toàn là gái theo Lần đầu tiên Bảo biết theo dõi một người con gái là như thế nào Chạy phía sau lưng Thấy cô bé lúc nào cũng nở nụ cười trên môi Bảo bất giác mỉm cười theo Để khi cô bé chạy xe và dãy trọ Và có một cô bé vào xong khóa cửa khu trọ Bảo mới đạp ga chạy đi và đến hôm đó khi ở buổi tiệc gia đình kỷ niệm ngày thành lập công ty Lần nữa anh gặp cô làm việc ở đó Anh thực bất ngờ Nhưng cũng cảm thấy buổi tiệc hôm nay thực sự không nhàm chán Cho đến khi chuyện đó xảy ra Anh càng muốn có được người con gái đó hơn Sáng hôm đó trở về không hiểu sao Tôi không những không bị quản lý trách Mà lại còn được nhận tiền lương cao hơn gấp 10 lần so với mọi khi Hỏi ra quản lý nói Vì đó là buổi tiệc sang trọng tiền lương cũng cao từ lúc đó đến giờ cũng một tháng người đàn ông đó không đến tìm tôi thực là may mắn quá tôi tiếp tục công việc của mình như mọi khi tối nay chị Tuyến Anh Minh có mời tôi đi ăn họ bảo hôm nay sinh nhật chị Tuyến cũng là sinh nhật 19 tuổi của tôi anh chị mời nên tôi không thể vắng mặt dù rằng từ lúc ba mất tôi không ăn sinh nhật nữa vì đó cũng là ngày rỗ của bà tối nay tôi mặc trang người đầm hoa nhí màu xanh ra trời Cổ thuyền còn nhấn ở eo và tay lỡ Chiếc đầm này bấm bụng lắm tôi mới dám mua Vì đi làm ít khi nào đi chơi Nên tôi toàn chọn quần jean áo phông cho tiện Hôm nay đi sinh nhật không thể qua loa Với cả chị Tuyến kêu tôi mặc đẹp chút Chúng tôi đến ăn ở nhà hàng trong thành phố Cách nhà trọ tôi khoảng 30 phút Tôi lần đầu tiên đi vào nhà hàng Mọi thứ cảm giác lạ lẫm thật sự Tôi ngoài đi làm cũng không tiếp xúc nhiều với ai Tôi chỉ có hai người bạn là anh minh chị tuyến họ cũng rất tốt với tôi nên tôi thực lòng xem họ là anh chị của mình sau khi ăn tối thổi nến bánh sinh nhật xong chị tuyến đứng lên bịt mắt tôi nói là có bất ngờ cho tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi bị bịt mắt để khi mở mắt ra tôi thấy anh minh đứng trước mặt tôi tay cầm bó hoa hồng đưa cho tôi rồi nói khả hân từ lúc anh gặp em đã để ý đến em Nụ cười ngọt ngào Tính cách rất dịu dàng Lời nói nhỏ nhẹ Anh mỗi ngày đều nhớ đến em Ban đầu chỉ là một cảm giác thích Nhưng càng lúc càng nhận ra Anh đã yêu em rồi Em nhận lời làm bạn gái anh nhé Tôi ngỡ người Chưa từng nghĩ là anh thích tôi Tôi đối với anh như người em gái Đối với anh trai cơ mà Mọi người xung quanh vỗ tay Và đợi tôi trả lời Tôi vừa ngại vừa lùi lại một bước Em, em xin lỗi Thực ra em Em đang làm gì ở đây Tôi chưa trả lời hết Một giọng nói lạnh lẽo phía sau tôi vang lên Quay lại không ai khác Chính là người đàn ông đó Tôi chưa kịp trả lời Thì anh Minh lên tiếng Anh là ai Liên quan gì đến anh không Bảo bước đến Tự nhiên để tay lên eo tôi Tôi là ai á Anh hỏi cô ấy thì biết Mọi người đều dồn ánh mắt phía tôi sau đó bảo nó với tôi Em muốn nói cho anh ta biết Tôi với em từng làm gì không Chị Tuyến thấy khuôn mặt sợ hãi của tôi Chị ấy lên tiếng Em đừng sợ Có anh chị ở đây rồi Cứ nói đi Tôi run lên không biết nói thế nào Bàn tay eo tôi siết chặt Tôi biết nếu tôi nói không vừa ý Thì anh ta sẽ làm loạn Anh ấy Anh ấy là Là bạn trai của em Thì em nói thẳng đi Vòng vo làm gì chứ Tôi chưa nói hết câu đã bị cướp lời. Tôi mở to mắt, chưa kịp uớ ớ gì thì bảo tiếp tục nói. Giờ anh hiểu rồi chứ, không cần ôm mộng ảo tưởng nữa, chúng tôi đi đây. Không đợi tôi trả lời, cầm lấy túi sách của tôi bước ra cửa. Tôi tức giận nói, anh làm gì thế? Ai là bạn gái của anh chứ? Anh nói chuyện linh ta linh tinh gì vậy? Nếu không phải bạn gái của tôi thì là gì đây? Em ngủ với tôi có không chịu trách nhiệm với tôi à? bảo bá đạo nói nắm tay tôi bước ra bãi giữ xe tôi cố gắng rụt tay lại anh đưa tôi đi đâu tôi tự về được rồi tôi có xe đi đâu á đi đến nơi nhắc cho em nhớ tôi là gì của em xe em tôi kêu người chạy về sau nói xong không cần hỏi ý tôi bảo trực tiếp mở túi sách của tôi lấy dưới cái chìa khóa và thể cho người đàn ông mặc áo đen đợi xe hơi của anh ta trực tiếp đẩy tôi vào xe anh khóa cửa lại không cho tôi xuống được Tôi biết lần này mình tiêu rồi Bảo nói gì đó với người áo đen Sau đó đi qua ghế lái lái xe rời đi Tôi sợ hãi khóc nói Anh tha cho tôi đi Tôi nói anh không cần chịu trách nhiệm gì với tôi cơ mà Ai nói tôi chịu trách nhiệm về em Tôi bảo em phải chịu trách nhiệm với tôi Bảo trả lời xong không nói gì nữa Mà tập trung lái xe Tôi sợ quá Bây giờ tôi phải làm sao Tôi khóc lóc cầu xin Tôi tôi xin anh đấy Anh buông tha cho tôi có được không anh lạnh lùng nói Buông tha cho em á Còn lâu đi Bảo không nói không rằng đem tôi về chung cư cao cấp Kéo tôi như kéo con nợ đi lên nhà Tôi sợ hãi gắng bỏ tay Nhưng cũng không được Tôi cầu xin nói Tôi xin anh, anh tha cho tôi, tôi xin anh thật đấy Bảo dứt khoát nói Em đừng có mơ Bấm thang máy lên tầng 39 cao nhất của chung cư Tôi thấy mà cảm giác sợ Khuôn mặt đáng thương những người đàn ông mà run rẩy bảo quay qua nói với tôi em sợ cái gì chứ tôi tôi sợ anh tôi làm gì em đâu mà sợ bảo nói không ngượng miệng tôi lý nhí trả lời có chắc là không làm gì không bảo coi như không nghe vẫn nắm lấy tay tôi cửa thang máy mở ra tôi há hốc mồm nguyên một tầng này là một căn hộ cửa thang máy cũng là cửa nhà bước vào phòng khách có bộ sofa cao cấp một chiếc tivi to màn hình phẳng có quầy bra trên đó có tất cả các loại rượu ở một góc của phòng khách có cây đàn dương cầm màu đen rất đẹp phía ngoài nguyên cửa sổ bằng kính lớn tới nền hay nói đúng hơn một vách bằng kính tôi có thể ngắm cảnh bên ngoài nhưng tình hình hiện tại tôi chẳng có tâm trạng để ngắm căn hộ vì bảo ôm tôi đi đến sofa ngồi Hiện nhiên đặt tôi ngồi trên đùi anh ta tôi sợ hãi né tránh muốn đi xuống bảo kéo tôi sát lại hỏi nói đi người đàn ông vừa rồi là ai Sao tôi phải nói với anh Em nói hay không nói đây Vừa hỏi tay anh ta vừa vén váy tôi lên Tôi sợ quá chụp tay anh ta trả lời Là là anh Minh Con trai chú tài xế có ơn cứu giúp tôi Em thích anh ta không Bảo không hỏi anh ta quan hệ gì với tôi Bởi thông tin về tôi Anh ta đều nắm hết rồi Không không có, hoàn toàn không có Tôi thực chỉ xem anh ấy như anh trai mình Giống như xem chị Tuyến là chị gái Vậy tốt em không được yêu thích bất cứ người đàn ông nào hết vừa nói môi bảo như có như không phà hơi bên tai tôi tôi dùng mình né tránh tại sao không thể anh có quyền gì cấm tôi bởi vì em là của tôi của một mình lý thế bảo này mà thôi vừa nói bảo ôm sát tôi hôn môi tôi một tay giữ đầu tôi không cho tôi chống cự một tay ôm lấy eo tôi kéo sát lại mình tôi dùng sức đẩy ra nhưng cũng không được môi người ta hôn tôi ngấu nghiến Tôi khó khăn không thở được Hé miệng lấy hơi Thì nhân cơ hội anh ta càng lúc càng cuốn quýt Vừa hôn tôi Anh ta vừa cởi dây khóa kéo Tôi sợ hãi định kéo lên Thì anh ta đứng dậy Anh làm gì thế Ai cho anh làm thế với tôi Tôi cho và tôi đang nhắc em nhớ rằng Tôi là ai Nói hết câu Lưng tôi chạm lên chiếc giường ngủ cao cấp trong phòng Em đã từng như thế rồi Em có ngại ngùng gì nữa Cùi xuống hôn lên má tôi sau đó anh ta dịu dàng nói vào tai Đừng có ngang bướng Làm người phụ nữ của tôi Để tôi chịu trách nhiệm với em được chứ Tôi đã bảo tôi không muốn cơ mà Tại sao Chúng ta quá khác biệt Anh muốn ngoài kia có bao cô gái đợi anh Anh tha cho tôi đi Tôi thấp kém Với cả tôi càng không muốn phiền phức Không thích Chốt một câu bá đạo Sau đó anh ta chiếm hữu tôi Khiến cho tôi không thể phản kháng Bên sáng khi thức dậy Cả người tôi đau nhức mà người đàn ông bên cạnh gương mặt thỏa mãn nhìn tôi cười Thấy tôi mở mắt bảo lên tiếng Chào buổi sáng bé yêu Tối qua ngủ ngon chứ Tôi bực bội trả lời Ai là bé yêu của anh Xanh cứ bám theo tôi hoài Anh buông tha cho tôi đi được không Tôi không thích Trừ khi Trừ khi thế nào Trừ khi em làm vợ tôi Không có chuyện đó đâu Em cứng đầu nhỉ Bà hôn lên má tôi tiếp tục nói Thôi dậy ăn sáng nào có lẽ tối qua bảo tắm cho tôi nên sáng thức dậy tôi đã mặc đầm ngủ lần trước cũng thế ăn xong bảo đưa tôi xuống tầng hầm cho tôi lấy xe vừa đi vừa nói không biết phải làm sao cho em nghe lời làm người phụ nữ của tôi không chịu thích đi làm cực khổ kệ tôi anh lơ tôi đi là tôi mừng rồi không có đâu cô bé sớm muộn gì em cũng thuộc về tôi anh ba đạo nói tôi cũng không thèm trả lời mà nhất định việc đầu tiên là phải mua thuốc tránh thai uống tôi thực không thể có thai được đang suy nghĩ thì bảo lên tiếng Em về giải quyết cái tên đó đi Đừng để lần sau tôi thấy em lén phén với tên đó Tôi sẽ nhốt em luôn Không cho em đi về đâu Chuyện của tôi không cần anh quản Nhưng tôi thích quản thì sao Ngang ngược tôi im lặng không trả lời Tôi xuống lấy xe cho lại Rồi tránh xa người đàn ông này ra Về đến nhà trọ Thấy anh Minh đứng đợi trước cửa phòng của tôi Nét mặt buồn bã Hôm qua em không về nhà ư Tôi ngại ngùng gật đầu Mở cửa phòng trọ tôi mời anh vào Trong phòng trọ có bộ bàn nhỏ Anh ngồi xuống rồi hỏi tôi Người đàn ông hôm qua là bạn trai em à? Tôi cũng không biết phải trả lời sao nữa Nó không phải bạn trai không được Để đến sáng mới về Người trưởng thành nếu biết tôi đi cùng người đàn ông kia Thì đều hiểu rõ tôi đi đâu làm gì đêm qua Còn nói bạn trai thì cũng không phải thực sự không phải Im lặng một hồi rồi tôi nói Thực ra anh ta không phải bạn trai của em mà quan hệ giữa em và người đó cũng khó giải thích rõ cho anh hiểu nhưng tối qua em thực xin lỗi anh minh nhìn tôi buồn lắm không cần suy nghĩ nhiều tối qua nhìn cách người đàn ông ôm tôi tôi không phản ứng đẩy ra ít nhiều anh ấy cũng hiểu sáng nay muốn đến xác nhận và chính ta nghe tôi nói nhưng đến phòng trọ không thấy tôi ở nhà anh minh hoàn toàn hiểu vấn đề anh hiền lắm thường xuyên giúp đỡ tôi nhưng tôi thực sự chỉ coi là anh trai mình bởi lại nhớ lại lời nói cuối cùng khi tôi chuẩn bị đi về của người đàn ông kia. Em về gặp người đàn ông kia, nói rõ cho tôi thì tôi bỏ qua. Còn không đợi đến khi tôi ra tay, cái công ty nhỏ xíu kia của anh ta cũng dẹp đi. Em biết tôi là ai đúng chứ? Và tôi nói là làm, nên em về giải thích đi bé cưng. Sau khi nói, anh ta hôn lên môi tôi. Trở về thực tại, tôi muốn nói rõ với anh Minh nên cắt tiếng. Anh Minh, chuyện từ qua em xin lỗi. Thật sự từ trước đến giờ Em chỉ xem anh như người anh trai của em Giống chị Tuyến là chị gái của em ấy Tạm ngừng tôi nhìn sắc mặt buồn thiêu của anh Minh Nên em thực xin lỗi Em không thể nhận lời anh Anh đừng buồn Có thể xem em là em gái anh như chị Tuyến được không anh Anh Minh thực ra hiểu từ tối qua Lúc tôi nói từ xin lỗi Chỉ là chưa hết câu Người đàn ông kia đến Anh hiểu rồi Từ hôm qua anh hiểu Chỉ là sáng nay muốn đến để em xác nhận lại Em không sao Mẹ em đừng né tránh anh Anh sẽ thương em như là bé Tuyến Vâng em cảm ơn anh ạ à. Tôi biết anh buồn Nhưng thà buồn bây giờ Sau này anh Minh còn được gặp được người tốt Chứ dây dưa với tôi thì có tốt đâu Anh gượng cười nói Thôi được rồi Anh em ta đi ăn sáng rồi đi làm được chứ Tôi vui vẻ gật đầu Sau đó đi thay đồ cùng đi ăn sáng với anh Vừa bước vào quán nước để đi làm Điện thoại tôi rung lên báo tin nhắn Nhìn số lạ mở ra xem thấy trong tin nhắn là hình tôi ngồi ăn sáng với anh minh sáng nay và câu hỏi em giải quyết xong tên đó chưa không cần nhìn cũng biết ai nhắn nhanh như thế không phải anh ta cho người theo dõi tôi à tôi tức giận trả lời anh cho người theo dõi tôi nếu không sao tôi biết vợ sắp cưới của tôi bị người ta cướp mất thì sao ai là vợ của anh chứ người ngủ với tôi đêm qua là vợ tôi đấy nếu không phải vợ sao dưới thân tôi kêu la lại ngủ trong phòng tôi đến sáng đúng không Xem tin nhắn mặt tôi đỏ hết cả lên, tôi tức tối trả lại hai từ lưu manh. Tôi chỉ lưu manh với mình em, nhưng trả lời tôi, em giải quyết xong chưa? Tôi trả lời vội để còn vào làm việc, rồi, nhanh đừng cho người theo dõi tôi, tôi không phải tù nhân. Được rồi bé cưng, tôi cho người rút về, sắp tới tôi đi công tác nước ngoài mấy ngày, khi về tôi sẽ đến thăm em. Không cần. Nó ngắn gọn xong, tôi bắt đầu làm việc, cả ngày nay tôi chẳng muốn nghĩ gì như đến thuốc tránh thai, trên đường tôi ghé tiệm mua uống. Mấy hôm nay tôi đi làm bình thường, từ hôm tôi nói chuyện với anh Minh, anh cũng không đến tìm tôi nữa. Hôm nay như mọi ngày, tôi đi làm về đến nhà dọn dẹp xong hết rồi đi bộ ra chợ mua ít đồ ăn, vì đi từ phòng trọ của tôi bước ra chợ cách một con đường lớn rất tiện. Khi trên đường trở về, tôi gặp lại người mẹ yêu dấu của tôi, bà nở nụ cười, giờ đây tôi thấy giả tạo làm sao. Bà ta cắt tiếng có gái à, trùng hợp gặp con ở đây Trốn lâu thế sống tốt không con Sao lại bỏ nhà đi không nói tiếng nào thế hả Tôi sợ hãi bước lùi lại Bà ta càng đi tới gần tôi hơn Mẹ nhớ con lắm Lại đây mẹ ô cái nào Tôi lùi lại muốn quay đầu chạy Thì chiếc xe bảy chỗ chặn đến trước mặt tôi Chưa kịp hiểu gì Cửa xe mở ra Một người đàn ông túm lấy tôi lôi lên xe Thức ăn trên tay tôi rơi xuống đất Mẹ tôi bước đến đẩy tôi vào Rồi lên xe đóng cửa lại chạy đi tôi sợ hãi run rẩy người mẹ kêu lên tiếng sao thế gặp mẹ không chịu hỏi thăm mẹ mà chạy à có không nhớ mẹ à hả có gái cưng bà có thực sự yêu thương tôi đâu mà con với cái tôi chỉ có ba thôi tôi tức giận hét vào mặt bà bà ta nghiến răng nghiến lợi được vậy đợi một hai hôm nữa đến khi lão ra bên đài Loan qua tự đem mày đi ấy. lúc đó cho mày sống sung sướng giờ thì ngủ ngon đi con gái cưng ạ à. vừa dứt lời Bà chúc thuốc mê khiến tôi mê man bất tỉnh Tôi không biết mình ngủ trong bao lâu Khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căn phòng Nếu mở cửa đi ra sẽ bị phát hiện Giờ này trời khuya Chắc bọn chúng ngủ hết Tôi lén lút đi lại cửa sổ nhìn ra ngoài Thì ở đây là lầu 2 May mắn gần cửa sổ có cái cây to Nhánh của nó lớn đưa qua đến bên này Lúc nhỏ quê nhà có vựa trái cây Nhà nào cũng có vườn cho nên tôi thích trèo cây Lần này cố gắng trèo qua cái cây kia để trốn thoát mới được Tôi nhẹ nhàng mở cửa sổ rồi trèo qua đó Xem xíu nhánh bị gãy Hay là tôi chụp vội nhánh cây to trèo qua Chứ không gãy cây té xuống không chết thì cũng quẻ Chưa kể tiếng động lớn quá bọn chúng sẽ phát hiện Qua được bên nhánh cây lớn Tôi mon men trèo từ từ xuống đất Khi tới mặt đất rồi Tôi chạy ra cánh cổng không thấy ai canh Nên tôi vội chạy thực nhanh ở đây giống như vùng ngoại ô Không có nhiều nhà Tôi chỉ biết cố gắng chạy mệt thì nghỉ một chút Đến gần sáng Tôi chạy về đến khu vực gần thành phố Trong người không có nhiều tiền Chỉ còn đúng mấy đồng lẻ hôm qua đi chợ Từ xa tôi thấy chiếc xe của bọn người hôm qua Hay sao lúc đó xe buýt vừa tối Nên tôi chạy lại lên xe buýt Có lẽ không thấy tôi Bọn chúng qua mặt xe buýt chạy vào hướng trung tâm thành phố Lên xe tôi còn ít tiền lẻ Tôi mua vé vào được thành phố rồi tìm cách về khu trọ lấy đồ lấy xe đi trốn. Xuống trạm xe buýt, còn cách khu trọ tôi xa, tôi lội bộ đi về. Về đến gần khu trọ, tôi lấp ló nhìn quanh, thấy chiếc xe hôm qua bắt tôi. Có lẽ biết tôi bỏ trốn nên trở lại đây canh tôi về rồi bắt. Thấy vậy tôi không quay lại nữa, đi hướng ngược lại chạy thực nhanh. Bây giờ không biết đi đâu, tiền không có, thôi thì chạy trước từ từ tính vậy, bây giờ cũng chưa lắm rồi. Đang đi tôi nghe thấy tiếng hét Hình như nó bên đó Tôi hoảng hốt không dám quay đầu Chỉ biết cắm đầu cắm cổ Thấy có con hẻm tôi chạy đại vào đó tìm chỗ núp Chạy vào đường cùng rồi Hay sao thấy cái thùng to Tôi chui vào luôn cái thùng đó trốn Mọi chúng đến không thấy tôi đâu Cũng lục soát tùm luôn tùm la Để khi tôi tưởng mình bị phát hiện Thì có một người la lên Ấy mấy người kia Đồ đạc người ta lục cái gì thế Rồi tôi nghe tiếng bước chân mấy người đó rời đi lại nghe thấy nhiều người đến và nói: "Má ơi, cái thùng này chứa cái gì nặng dữ?" Lại có người bảo: "Ủa, không phải đồ trong đó được lấy ra rồi ư?" Ừ. Tôi định chui ra thì nghe tiếng: "Mấy người lại đây làm gì nữa?" "Có thực sự nãy giờ chúng bay không thấy cô gái nào chạy vào đây chứ?" Thì ra bọn chúng chưa đi, vậy nên tôi lại không dám lên tiếng. Lúc này có người trả lời: "Không, nếu có chúng tôi chỉ cho rồi, ở đây lo làm việc, có lo chuyện bao đồng đâu." nghe vậy mấy người kia bỏ đi tôi không dám ra mấy người nãy giờ ở đây tiếp tục công việc tôi nghe thấy một người bảo cái thùng này nặng mày khiêng tiếp với tao vào đi tôi cảm thấy cái thùng tôi ngồi được dinh lên đem đi đâu đó lúc này tôi không dám ra đợi lâu một chút cho mấy người kia đi hết đã đợi khi tôi ngủ quên tôi giật mình chui ra khỏi thùng thì mới biết chắc ở đây người ta kinh doanh cái gì đó mà nơi này được người ta muốn làm kho hay gì ấy. Đồ đạc bên trong rất nhiều thùng Tôi tò mò đi ra ngoài Hên người tôi không để tôi trong nhà Khéo cửa sắt chỉ để trong sân rồi khóa cửa vào Tôi tiếp tục trèo qua cửa Đi ra ngoài thì thấy trời hơi tối rồi Tôi cắm đầu cắm cổ chạy Thì đụng vào chiếc xe máy đựng ngoài đường xíu nữa thì té Hên chị gái không sao Tôi cũng vội vàng xin lỗi Em xin lỗi xin lỗi chị ạ Cô gái không khó chịu còn hỏi ngược tôi Cô làm sao thế? Có bị thương ở đâu không? Ngương mặt nhìn đúng là một chị gái xinh đẹp, vừa đẹp người vừa đẹp nét, vì không hề chửi bởi tôi. Tôi lắc đầu nói, tôi, tôi không sao, tôi xin lỗi ạ, tôi không cố ý. Chị, chị có thể thả tôi đi được không ạ? Tôi, mặc dù tôi vừa đụng vào chị, vừa run run tôi vừa nói, chị gái có vẻ tốt bụng hỏi tôi, cô sao thế? Có cần tôi giúp gì không? Tôi giúp cô cho. Tôi nghe lời có người giúp tôi mừng lắm, giống như rơi xuống biển ôm được cái phao cứu hộ. Chị à, Chị có thể giúp tôi không ạ? Chị đẹp nghe tôi hỏi nên nói Thôi được rồi, giờ tôi chở cô đến nơi nào đó Chúng ta nói chuyện nhé Tôi mừng quá gật đầu đồng ý Chị ấy chở tôi để quán trà sữa để nói chuyện Chị gái xinh đẹp thấy tôi còn run Cho nên lên tiếng giới thiệu Tôi tên là Tuệ Nhi 20 tuổi Cô tên gì nhà ở đâu Tôi giúp gì cho cô được không Tôi còn sợ nên Lý Nhí nói Em tên Khả Hân ạ 19 tuổi em đã nghỉ học rồi ạ vì ba mẹ mất sớm Mẹ em thì Chị Tuệ Nhi thấy tôi khóc Thì lên tiếng an ủi Em đừng khóc Có gì từ từ nói chuyện Nào bình tĩnh đi Tôi bình tĩnh một chút Rồi bắt đầu kể Gia đình em ở dưới quê Ba mẹ em có vựa bán trái cây Tưởng đâu hạnh phúc Nhưng khi em lên 14 tuổi Mẹ em có người đàn ông khác Ba em không những tha thứ Mà bỏ qua lỗi lầm Ai ngờ khi sinh nhật 15 tuổi của em Bà lấy toàn bộ tài sản ba em có Rồi bán đi theo người đàn ông kia Còn ba Còn ba em Tôi nghẹn ngào kể không nên lời Chị Tuệ Nhi cầm tay tôi Mình tĩnh kể chị tiếp nào Tôi nói tiếp Ba em vị tức quá lấy cơn đột quỵ Trên trên tay em Người mẹ đó bỏ đi không đói hoài gì cả Em ở với chú út một thời gian Bà ấy dành nuôi em Ban đầu em nghĩ bà ấy thương em Nhưng bà ấy là muốn bán em cho một người đàn ông Đài Loan em vô tình nghe được rồi chạy trốn, trốn được một năm nay, hôm nay bà ấy đến bắt em. Lúc này tôi hoàn toàn sụp đổ, tôi khóc không kìm nổi nước mắt. chị Tuệ Nhi kìm không được cũng khóc theo. bình tĩnh một lát tôi kể tiếp. hôm qua em bị bắt, để sáng nay em định chạy thoát về lại nhà trọ gom đồ bỏ trốn, thì người của bà ta đuổi theo, em chạy thoát được quá quính nên em đâm vào chị, em xin lỗi ạ. Chị Tuệ Nhi không trách mà lại thông cảm cho tôi Như vậy nhá Hiện tại em không có nhà để về Thôi thì đến nhà chị ở cũng được Chị nói với ba mẹ Cho em ở nhà chị làm việc Sẽ không ai đến bắt em được nữa được không Tôi hơi ngại lên bảo Có được không chị Em sợ phiền gia đình chị Không sao đâu Vậy nhá rồi chị chờ em về nhà chị Vâng em cảm ơn chị nhiều Tôi mừng quá Vậy là được cứu rồi Nhưng chị Tuệ Nhi nói Ngoài sức tưởng tượng của tôi lúc thấy chị chạy xe tay ga tôi nghĩ nhà chị là nhà giàu nào đó nhưng vừa đến cổng tôi muốn xỉu nó to bự bự một cách kinh khủng còn nhà mà chị tuệ nhi nói là cái biệt thự cực khủng giờ tôi mới hiểu vì sao chị nói mẹ tôi không dám làm gì đúng khu vực này muốn đi vào phải có vé là người ở đây mới được vào vì mẹ tôi làm gì có thể đến đây được vào nhà chị Tuệ Nhi, tôi thấy người đàn ông trung niên đang đọc báo một người phụ nữ sang trọng gọt trái cây và chị gái xinh đẹp như Tuệ Nhi ngồi trong phòng khách. Vừa bước vào, chị Tuệ Nhi lên tiếng Thưa ba mẹ con về, chị ba em mới về ạ. Người phụ nữ dịu dàng nói Con gái cưng hôm nay về sớm thế, không phải con bây giờ đang học ư? Ừ. Tôi nhìn thấy mà ước như mình có một người mẹ như vậy. Chị cười cười nói với tôi Con còn học tiếng Anh nữa mà trên đường con gặp bé Khả Hân, con thấy tội nghiệp quá nên trở về đây ạ. À? Mọi người theo hướng tay chỉ của chị thì nhìn tôi, đừng im nãy giờ, tôi lúc này mới cúi đầu. Dạ, con con chào hai bác, chào chào chị ạ. À. Mọi người mỉm cười tiếp tục nghe Tuệ Nhi thuật lại. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, Và ý của chị Tuệ Nhi thì ba chị lên tiếng. Hoàn cảnh con đáng thương quá. Thôi được rồi, từ hôm nay cứ ở đây mà làm việc, không ai làm khó được con đâu. Tôi vui mừng quỳ xuống cảm ơn mọi người, cảm ơn ông bà chủ mới, họ thực là tốt với tôi. Tôi thấy mình thực may mắn khi hôm nay gặp được chị Tuệ Nhi và được cả nhà chị cứu giúp. Làm việc ở nhà chị rất tốt, mọi người đây thương tôi vì biết hoàn cảnh khó khăn tội nghiệp cho số phận tôi, ai cũng giúp đỡ tôi cả. Tôi cảm thấy thực may mắn hôm đó gặp chị ở ngoài đường, nếu không chắc tôi bị bắt đem đi mất tiêu rồi. Bà quản gia nói với tôi Khả Hân à, hôm nay con nấu ăn, đứng lên lầu 2 nhé. Hôm nay thiếu gia từ nước ngoài đi công tác về, cậu ấy không thấy ai vào phòng của cậu ấy, nên con đứng lên đó nghe chưa? Dạ con nhớ, mà thiếu gia khó lắm mà bác. Ừ, cậu ấy ngoài hai vị tiểu thư gia chưa từng dễ ra với ai. Phòng cậu ấy chỉ có ta dọn dẹp. Lúc trước cậu ấy cũng có người hầu riêng để dọn dẹp phòng và phục vụ khi cậu cần. Nhưng cậu ấy kỹ và khó, cho nên có ai làm được lâu đâu. Cuối cùng việc dọn dẹp phòng chỉ có ta làm thôi. Ngừng chút bác quả ra nói tiếp Khi cậu ấy không có nhà như đi công tác Phu nhân mới cho người vào làm vệ sinh Bình thường cậu ấy ở nhà chỉ có ta làm Hôm qua có có lên đó dọn dẹp Thì hôm nay đừng lên nhé Ôi vậy ý ạ à? Người điều ra này coi bộ khó giữ Từ quên mất mình đang làm việc ở đâu Mà bột miệng nói ra Nhớ lại thì tôi ngó nghiêng tôi chết con lỡ miệng ạ à. Hên giờ này có ta với con này không sao đấy Lần sau ấy có nói gì thì phải cẩn thận nghe không Nghe bác quản gia dặn dò Tôi gật đầu trả lời Dạ con nhớ rồi ạ Nghe vậy thôi thì từ giờ né xa Cái người thiếu gia đó cho chắc Công nhận ông bà chủ hiền Với hai vị tiểu thư rất tốt bụng Vậy mà nghe danh thiếu gia thì sợ chết khiếp Đang suy nghĩ Nghe tiếng chị Tuệ Nhi đi đến gọi Khả Hân Cưng có dưới bếp không đấy Dạ em đây tiểu thư Lại nữa không được kêu chị là tiểu thư chỉ cần gọi chị Tuệ Nhi là được rồi Biết không hả Dạ nhưng không có nhưng nhị cái gì cả Nghe lời đi Hôm nay anh hai chị về Nên chuyện chị rủ cưng chiều nay ra ngoài Thôi tạm dừng ngày mai nhé Vâng em chỉ đi theo phục vụ tiểu À chị Tuệ Nhi Cho nên khi nào đi chị cứ gọi em Được rồi Vì trong nhà mình toàn người lớn Chỉ có em là tương đương tuổi với chị Chị xem em như bạn chị đừng có ngại nghe chưa Dạ vâng ạ Nghe chị nói Mấy người làm cùng nhau ở gần đó chọc ghẹo Bởi ta nói đau lòng quá Trước khi khả hân đến Tiểu thư toàn tìm chúng ta nói chuyện Bây giờ không cần chúng ta nữa luôn Phải đấy phải đấy Khả hân ở đây chúng ta thất sủng cả rồi Tôi vội cười miên ngoan Không có mà Tiểu thư cũng thích mấy chị hết mà Mọi người cười vì chọc được tôi Trong nhà mọi người là thế Làm việc vui vẻ yêu thương nhau Không ai gánh ghét gì cả Nên tôi ở mấy ngày hoàn toàn hòa nhập với mọi người Bác quản gia đi lại giải tán đám đông Thôi đi mấy cô chia nhau mà làm việc Không cậu chủ về chưa có cơm đâu Mọi người đồng thanh vâng Rồi chia nhau ra làm việc Chị Tuệ Nhi nói Mọi người làm đi nhá Bé Hân có gì không biết cứ hỏi mọi người Nhà mình thương yêu nhau lắm Chị đi ra ngoài vườn đây Dạ em cảm ơn chị ạ Tôi hôm nay phụ trách nấu ăn Vì thực sự tôi rất thích Với lúc đi làm ở quán nước Có phục vụ đồ ăn buổi sáng Nên tôi cũng học lỏm được chút ít đang tập trung nấu ăn Tôi không để ý xung quanh mọi người đi đâu hết Tôi cứ cắm đầu và làm Rồi có người đàn ông từ phía sau tôi đi lại Mà tôi không hay Đang tập trung trang trí cho món cuối cùng Một vòng tay mạnh mẽ ôm tôi từ phía sau Tôi hết cả hồn run quá Rơi luôn cả cái đồ ăn cầm trên tay Người đàn ông hôn nhẹ lên tay tôi Em chạy tới trốn lui Kết quả về nhà tôi ở Cái này được gọi là gì? Định mệnh à bé? Nghe giọng nói quen quen Tôi hết hồn quay lại anh tại sao lại là anh tại sao cái gì đây là nhà tôi em chuẩn bị tinh thần đi tôi mất hồn mất vía không lẽ vị thiếu gia khó tính là anh ta lý thế bảo vì đang suy nghĩ tôi quên không tránh né thế là anh ta dễ dàng cúi xuống hôn lên môi tôi tôi hết cả hồn nhưng tay cầm đồ ăn không thể đẩy anh ta ra được lúc đó có tiếng bước chân anh ta mới buông tôi ra ba quản gia bước vào lên tiếng thưa thiếu gia mới về bảo gật đầu xem như đã nghe anh ta giả vờ trao hỏi Đây là ai? Bác quản gia lập tức trả lời Thưa hiếu gia, đây là Nguyễn Khả Hân ạ à, Người được tiểu thư tuệ nhi giúp đỡ Vì hoàn cảnh khó khăn và tội nghiệp Nên ông bà chủ nhận vào đây làm việc Vậy mọi người làm việc tiếp đi Nói rồi anh quay lưng lên lầu Thực ra bảo biết từ trước Vì người của anh báo cáo lại Khả Hân được em gái anh đưa về Thực đúng với ý anh quá mà Tôi ngại ngùng quay lại bếp làm đồ ăn Quản gia hỏi tôi Lúc nãy thiếu gia có la gì con không Sao mặt con đỏ thế Tôi vội tránh né Dạ không ạ Thiếu gia không có la con Chờ con là ai Mà con chắc đỏ vì bếp nóng ấy ạ Bà quản gia không nghi ngờ tiếp tục đi làm việc Bà vừa đi Chị Tuệ Nhi đi vào hỏi tôi câu giống bà Khả hân sao mặt đỏ thế Sốt à em Không có Tại em nấu ăn nên mặt mới nóng vậy Không có gì đâu ạ Tôi vừa trả lời chị Tuệ Nhi Vừa cúi mặt tiếp tục đi dọn cơm Quay đi nơi khác không thì chị ấy phát hiện ra mất chị quan tâm tôi nói em có bệnh thì nói với chị không được giấu đâu vâng ạ trả lời xong tôi tiếp tục công việc một lát sau mọi người xuống bếp đầy đủ tôi bắt đầu dọn chén đũa nhưng tôi đâu làm gì thì bảo anh ta nhìn theo sao tôi quên mất chị tuệ nhi là em gái anh ta đi cùng đến buổi tiệc đó mà thực sự không nhận ra vì chị tuệ nhi bây giờ khác người ở buổi tiệc sao tôi vào đúng hang cọp thế này sau khi mọi người ăn xong tôi dọn dẹp Rồi cũng không còn gì làm nên đi ra ngoài vườn hoa Đang đứng tới cây Chị từ sau hủ tôi Làm gì vậy bé Hân Ui rồi, chị làm em hết cả hồn luôn ý Em tới nước cho hoa Sao chị không đi nghỉ ngơi Chị ra ngoài này nắng lắm Mới ăn cơm xong chị đi vòng vòng cho xuôi cơm Mà này lúc nãy có thực vì bếp nóng lên đỏ mặt không Sao chị thấy không phải thế Bé với anh hai chị có quen biết nhau à Anh mới về nước hôm nay mà chị nghi ngờ lên tiếng hỏi tôi, tôi vội vàng chối quanh, không muốn ai biết anh ta làm gì tôi. thực sự tôi xấu hổ, bà sợ anh ta khuôn mặt lạnh lẽo lắm. không có gì đâu ạ, à. chị nghĩ nhiều rồi chị. nhưng chị ấy hỏi biết, thật không đấy, chị thấy đâu phải thế đâu, khai thật mau. em không có, em mới gặp thiếu gia, sao quen về biết được ạ à? chị nghĩ nhiều quá rồi. không tin, chắc chắn là có vấn đề. nhưng chị tuệ nhi không tin tôi, chị ôm tôi chọc lách. Tôi nhột quá nhảy dựng cả lên Vậy mà hai đứa tôi giỡn với nhau Tôi quen mất tôi là người hầu trong nhà của chị Buổi chiều tôi giúp mọi người dọn cơm Bác quản gia nói Khả Hân con lên lầu kêu ông bà chủ xuống ăn cơm Đến thư phòng kêu cậu chủ luôn nhé Nếu cậu không có ở thư phòng Con lên lầu 2 phòng ngủ của cậu Kêu cậu ấy xuống Nó đến bảo tôi hơi rén À bác ơi con đang cắt đồ ăn Với cả không phải bác nói cậu chủ không thích ai lên phòng cậu à Con cứ đi đi để ta làm Cậu không thích vào phòng cậu Nhưng Lê kêu xuống ăn cơm thì không có sao Thế là tôi đành phải đi Chứ trốn đâu có thoát Đi lên kêu mọi người hết Ông bà chủ, hai tiểu thư Không có bảo thư phòng nên tôi lên lầu 2 gọi Đi đến cửa phòng ngủ tôi gõ cửa Nhưng cũng không nghe thấy tiếng trả lời Tôi gõ cửa nữa thì không nghe thấy Nhưng mà cửa phòng mở khóa là sao đây? Tôi đưa mắt nhìn vào, thấy bảo nằm trên giường. Tôi đưa đầu vào kêu nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Có vẻ anh ta ngủ ngon quá mà không nghe thấy gì ư? Tôi cả gan bước vào đi đến bên giường kêu lên, "Thiếu gia, xuống ăn cơm mà." Vừa nói hết câu, có bàn tay kéo tôi xuống, thân thể cường tráng của anh đè lên người tôi. Tôi vội vội vàng vàng hét lên, "Thiếu thiếu gia buông tôi ra." "Không thích, tôi thích ôm em thì sao nào?" "Không được thiếu gia." Cửa đang mở Tôi hét lên thì mọi người biết anh làm gì tôi đấy Tôi tự tin ở nhà anh ta Anh ta không dám làm gì tôi Hồ Chi cửa lại đang mở Nhưng câu anh ta nói ra làm tôi sợ Em hét đi Phòng này cách âm tốt Không ai nghe thấy gì đâu Huống chi cửa tôi đã dùng điều khể khóa lại Anh Anh cái gì mà anh Tôi đi mấy hôm nay nhớ em muốn chết Để tôi hôn em một lát Vừa nói hết câu Anh cúi xuống hôn lên môi tôi Tôi cố gắng đẩy anh ra nói hiểu ra à? xuống ăn cơm thôi không không mọi người nghi ngờ đấy bảo lưu manh nói tôi không muốn ăn cơm tôi muốn ăn em không không được bảo hôn tôi một lát thì thả tôi ra vì sợ tôi ở trên này lâu mọi người sẽ nghi ngờ mất sau khi chạy khỏi phòng tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh sao bây giờ phải làm sao để có thể né được tên này xuống bếp phụ mọi người dọn chén đũa và thức ăn lên xong cả nhà ông chủ cũng xuống đủ mọi người bắt đầu ăn Tôi đang ở dưới bếp dọn dẹp, nghe tiếng bảo nói, "Cô người làm mới lại đây." Tôi ngước mắt nhìn bảo đang chỉ tôi, lúc này mấy chị người làm và bà quản gia ai cũng nhìn tôi, sợ tôi bị cổ phạt vì thiếu gia nổi tiếng khó khăn. Tôi chậm rãi bước đến đứng gần bảo, lúc này anh lên tiếng, "Ba mẹ à, con muốn cô ấy từ ngày mai làm người làm riêng cho con." Lúc này tôi hết cả hồn, má ơi, tôi muốn chạy trốn khỏi bảo. Mà bây giờ anh ta bắt tôi làm người làm riêng Tôi trốn cái kiểu gì đây? Chị tuệ nhi lên tiếng Anh hai nổi tiếng khó khăn như vậy Tội nghiệp bé Hân rồi Chị tuệ nhiên cũng lên tiếng nói giúp tôi Đúng đấy, Hân nó còn nhỏ Lỡ làm gì không vừa ý anh Anh lại la con bé Thêm hoàn cảnh con bé đáng thương lắm Hôm nào anh dở chứng đuổi việc con bé Thì có mặt tội nghiệp nó à? Bảo lúc này cao nhau Cô ấy không bao giờ bị đuổi việc hay rời khỏi nhà này đâu nên hai em cứ yên tâm được chưa? Ba chủ cũng nói thêm, đã bảo không, mẹ thương con bé, nó giỏi với cả hiền ngoan, cho nên con nó phải giữ lời. Tính của con cả nhà có ai không biết đâu chứ. Con chắc chắn mà. Bảo vừa trả lời bà chủ, vừa nhìn tôi mở ám, thấy mọi người ai cũng thương nên tôi vui và biết ơn lắm. Nhưng tôi không thể mở miệng cầu cứu, phải làm sao bây giờ chứ? Lúc này ông chủ lên tiếng, Thôi được rồi, nếu con nói vậy thì thôi, thích sao thì thế. Nếu ngày nào đó con bé làm sai, không được đuổi việc con bé trả về nhà bếp là được nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Bảo nghe ông chủ quyết thì cười mờ ám, còn tôi thì giàu hết biết. Anh lúc này quay qua tôi. Lát nữa hoặc là ngày mai, cô thu dọn đồ của mình từ dưới nhà lên phòng ngủ của người làm trên lầu 2. Khi nào tôi cần thì cô phải có mặt đấy. Dạ vâng ạ. Tôi cúi đầu trả lời mà muốn khóc đến nơi làm sao bây giờ chứ Đợi cả nhà ông bà chủ ăn cơm xong Mọi người xuống lại an ủi tôi Bà quản gia nói Con lên trên đó phục vụ thiếu gia Có gì không biết thì xuống hỏi bác Đừng để thiếu gia bực bội trách móc nghe không Có gì không biết Chạy xuống hỏi mọi người Mọi người lên giúp nhé Đúng đấy ai cũng thương cả Cho nên có gì cứ kêu bọn chị nghe cưng Tôi cảm động lắm Ở đây ai cũng tốt với tôi Tôi gật đầu Dạ cảm ơn mọi người ạ Thế là sau đó tôi cuốn gói đem đồ đạc lên lầu 2 ở Đồ tôi cũng không nhiều Vì lúc đến đây đồ nhà trọ tôi chưa lấy đi hết Buổi tối khi chuẩn bị ngủ nghe tiếng gõ cửa Đi đến mở cửa chưa kịp nhìn xem ai Bảo ôm lấy tôi rồi đóng cửa lại Thiệu thiếu ra Giờ này giờ này giờ nghỉ rồi Có gì sáng mai được không nào Không được tôi nhớ em Tôi muốn ôm em ngủ Vừa nói Bảo vừa bước vào phòng Tôi chạy theo ngăn lại Thì anh ta bước đến cái tủ quần áo của tôi bên cạnh vách tường Có một cái nút bấm Vách mở ra một cái cửa ẩn Mà phòng ngủ của tôi ngay bên cạnh phòng ngủ của Bảo Bước qua đó là sang phòng ngủ của anh Anh nắm tay tôi len qua phòng anh Sau đó đóng cửa lại Khiến tôi vô cùng hốt hoảng Cái, cái, cái gì thế này Cái cửa này Lúc tôi được người của tôi báo lại em đến nhà tôi Tôi cho người làm đấy Để khi tôi về thì nó hoàn tất Hôm nay lần đầu sử dụng Anh nhiệt tình lên tới giải thích cho tôi biết Oh my god tôi nghe cái chuyện quái gì đây Cái quái quỷ gì thế này Có nghĩa từ ban đầu anh đã sắp xếp hết Trả trách mấy hôm nay Ngày nào cũng thấy cô thợ lên lầu 2 làm việc Trở về hiện tại Trong lúc tôi đang tải hết nội dung nãy giờ Thì nghe bảo đem tôi lên giường Sau đó để tôi ngồi lên chân anh Tôi định nhảy xuống Thì eo bị kéo lại Ngồi yên chút đi Nhớ muốn chết đây à Mấy ngày không gặp em thực sự nhớ lắm Đã vậy không cho tôi cho người theo em Mấy hôm em làm gì Anh để tôi ngồi xuống được không Hoặc là bỏ tôi ra đi mà Không thích Một là ngồi đây kể chuyện tôi nghe Hai nằm dưới thân tôi kêu Em chọn đi Vừa nói anh vừa hôn lên má tôi nhẹ nhẹ Anh thực là quá đáng đấy Nói mấy hôm tôi không ở đây Em đã làm gì nào Còn cái tên theo em Em đã dứt khoát với hắn chưa đấy bảo vẫn thế vẫn ôm tôi và hỏi tôi tôi nói rõ với anh minh rồi chúng tôi cũng chỉ là anh em thôi nhưng anh có quyền gì quản chuyện của tôi tôi thích với lại tôi nói với em lần nữa em là người phụ nữ của tôi nhớ cho kỹ đấy vậy em nói tiếp tôi nghe mấy nay em làm gì tại sao gặp em gái tôi và đến đây tôi lưỡng lự không muốn kể vì đây là chuyện riêng của tôi bảo thấy tôi im lặng không nói đưa tay bóp bên người tôi Bây giờ có chịu nói không Hay muốn tôi làm chuyện khác đây Anh buông tôi ra Nói thì nói Anh có tin tôi kiện anh không đấy Đừng có giở cái thói xàm sỡ đó Ok em kiện đi Em đã là người phụ nữ của tôi Ai dám xử cho em Bây giờ nói đi Tôi không muốn hỏi nhiều một câu đâu Nghe chưa Tôi thực sự sợ hãi quá Anh ta cứ càng lúc càng làm loạn trên cơ thể tôi Thì sau khi anh đi Mẹ tôi đến bắt tôi may mắn tôi tỉnh dậy giữa đêm nên tìm cách trốn thoát được trong khi chạy trốn tôi đụng vào xe của chị tuệ nhi sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của tôi chị lên tiếng giúp đỡ đưa tôi về đây làm việc ở đây mẹ tôi cũng không tìm đến được vừa nghe tôi kể tay anh bóp vào eo tôi một cái rất mạnh thể hiện cho sự tức giận đau đau quá đấy tôi xin lỗi nhé tôi lỡ tay thôi em có sao không vừa nói anh vừa sờ sờ eo tôi em có muốn tôi ra tay xử bà ta không Thôi anh đừng làm gì hết Dù sao bà ấy là mẹ tôi Với cả giờ tôi đây làm việc Bà ấy không thể bắt tôi đi được Bảo nghe tôi nói vậy Thì cúi xuống hôn môi tôi Nghe em bây giờ thì đi ngủ thôi Vừa nói xong anh lật người tôi Trên chiếc giường lớn ôm lấy tôi Tôi hoảng hốt vô cùng Anh anh buông tôi ra Người khác thấy không hay đâu để tôi về phòng đi mà Anh vẫn không buông tôi ra mà nói tiếp Không cho phép Phòng tôi ngoài em ra không ai được phép vào Nên em cũng không cần sợ từ nay phải ngủ ở đây với tôi Tắm giờ xong đi bằng cửa đó qua đây với tôi biết chưa Nhưng Không như nhị gì hết Hay em muốn ngay bây giờ tôi ăn em Tôi sợ quá chẳng dám hò hé Thế mà thực sự bảo chị ôm tôi ngủ Tôi nằm trong lòng bảo ngủ đến sáng Vì tôi có thói quen thức sớm để làm việc Hôm nay tôi vừa mở mắt ra Thấy bản thân nằm gọn trong lòng anh Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra Sau đó tôi chuẩn bị xuống giường nhưng chưa kịp bỏ chân xuống đất Anh kéo tôi ôm lên giường Anh buông tôi ra đi tôi phải đi làm việc Nhưng bảo không những không buông Mà còn ôm chặt hơn Giờ này còn sớm ngủ thêm lát đi em Giờ em là của tôi Không ai có thể nói gì em hết em không cần sợ Ngoan tôi muốn ngủ Em đừng quấy nữa Vậy là tôi nằm trên giường anh Đợi anh ngủ thẳng giấc tôi mới xuống giường nổi Tôi trở về phòng vệ sinh cá nhân Rồi trở lại phòng của Bảo Chuẩn bị quần áo cho anh Trong lúc anh đang tắm Vừa xong bảo mở cửa bước ra Trên người chỉ quấn một cái khăn Tôi ngại ngùng quay đi nói Sẽ không mặc đồ vào rồi hãng ra Anh không ngại ngùng đi đến ôm tôi từ phía sau Ngại gì chứ Không phải trên người tôi em thấy hết rồi Anh lưu manh quá Anh cười cười cầm quần áo tôi chuẩn bị Rồi ngang nhiên thay đồ trước mặt tôi Em tập quen đi ngại ngùng gì nữa Giờ quay lại đây thắt cả vào cho tôi Tôi mở mắt ra Anh đã ăn mặc chỉnh tề Bước đến trước mặt anh ta bắt đầu thắt cà vạt anh cười cười vuốt tóc tôi giọng nói cưng chiều ngoài nghe lời tôi để tôi cưng chiều đừng có chống đối tôi nữa đấy tôi không trả lời mà tập trung làm nhiệm vụ với người này sau khi thác cả và cho anh xong đang chuẩn bị quay xuống dưới nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh ta thì tôi bị kéo lại em đi đâu mà gấp thế thì thác cả và xong rồi tôi đi làm đồ ăn sáng cho anh kẹo không kịp trước khi đi phải hôn tôi chúc buổi sáng đã từ nay về sau mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và sáng sớm em phải hôn tôi mới được đi anh... Anh cái gì mà anh? Lẹ lên tôi sắp trễ rồi. Bực mình, nhưng anh ta ôm không buông, tôi làm sao mà không đi được. Tôi nhón chân hôn lên má anh một cái. Lúc này anh cười, chịu buông tay ra. Tôi xuống nhà trước, chuẩn bị thức ăn sáng cho anh. Bảo xuống ăn sáng mà mặt mày sáng trưng. Ai nhìn cũng biết tâm trạng thiếu dao này rất tốt. Đang ngồi ăn anh nói. Khả hân này, chiều nay tôi có việc ở công ty, không về ăn chưa được. Em làm đồ ăn đem đến công ty cho tôi nhé. Tôi dặn tài xế trưa nay đưa em đến công ty Nhớ không được quên đâu đấy Vừa nói xong Anh cầm áo khoác và cặp táp đi làm Sau khi thiếu gia rời đi Bà quản gia cùng mấy chị làm việc chung quanh hỏi Này Sáng nay em bị thiếu gia làm khó gì không Tôi nói thầm trong bụng Anh ta làm khó tôi từ tối qua rồi Nhưng từ đầu dám nói chứ Dạ không ạ Sáng nay em chuẩn bị quần áo cho thiếu gia xong Em xuống đây luôn cho đi không bị la gì hết Mọi người gật đầu vui mừng vì tôi không bị khiển trách. Lúc trước, người hầu riêng của thiếu gia nhiều lắm ba ngày đã nghỉ việc. Tôi nhớ lại mới hỏi bà quản gia. Bà quản gia khi làm người hầu riêng ấy, có phải làm gì cho thiếu gia à? Bà hiền lành cười cười chỉ dạy. Những lúc không có thiếu gia ở nhà, con lên tầng 2 là tầng riêng của thiếu gia quét dọn. Phòng ngủ phòng tập dream, phòng để dương cầm, tranh vẽ của thiếu gia, cả thư phòng của cậu ấy ở tầng 1 nếu cậu ấy yêu cầu. Còn không thì không cần làm ở thư phòng Ngừng chút bà nói Có những lúc thiếu già ở nhà Lúc nào con cũng phải ở cạnh cậu ấy Khi cần sai bảo cái gì Con có thể có mặt cho cậu kêu Nhưng những lúc rảnh rỗi không có thiếu gia Con có thể xuống đây chơi với mọi người được Dạ con hiểu rồi ạ Tôi nghe và hiểu vấn đề Tính ra không khó lắm Chỉ là bên cạnh anh ta tôi thực sự sợ Đang suy nghĩ thì bà quản gia nói tiếp Giờ con đi vào bếp chuẩn bị thức ăn đi Để giờ đem đến cho thiếu gia Tôi cúi đầu cảm ơn bà chỉ dạy Rồi vào bếp chuẩn bị đồ Tôi cũng thích nấu ăn Và thêm mọi người ở đây chỉ dạy Nên tôi biết nấu kha khá món Bà quản gia nói thiếu gia thích món sườn diêm mặn Cánh măng chua, cá thác lác Và đậu que xào thịt bò Nên tôi nấu ba món đó cho thiếu gia Nấu xong đến giờ đem cơm đi Tài xế lái xe ra cửa Đưa tôi đến công ty Nơi Bảo đang làm việc Tôi quên mất hỏi anh ta làm tầng nào để lên tìm Đến sảnh tôi mới gặp tiếp tân hỏi Chị cho em hỏi bảo ở tầng mấy thế ạ Mấy người tiếp tân thấy tôi ăn mặc quê mùa Tưởng tôi muốn lấy lòng ông chủ cho nên khinh thường Cô là ai mà tìm kiếm phó chủ tịch Đỉa đồi đeo chân hạc Nhìn quê mùa thế này đòi theo đuổi chủ tịch của chúng tôi á Ủa gì thế này Tôi là người hầu Tôi còn chưa kịp trả lời Vừa định giải thích thì người nữa nói Cô đi đi ở đây không có tiếp cô Mỗi ngày không biết có bao cô gái đem đồ ăn đến đây Cô quê mùa quá đi mất Đi đi Rồi giờ sao Lý Thế Bảo kêu tôi đem cơm cho anh Tôi còn chưa kịp nói cô tiếp tân kia bảo vệ đuổi tới Nhưng khi bảo vệ chưa kịp nắm tay tôi Tiếng nói rét lạnh từ phía ngoài cửa nói vào Ai cho các người đụng vào cô ấy Tất cả mọi người cúi đầu chào Tôi quay lại thấy bảo từ ngoài cửa đi vào Chắc là anh ta vừa đi làm việc với đối tác về Hai cô tiếp tân cúi đầu thấp một góc 90 độ Sau đó hô Thưa chủ tịch mới về Bảo bước đến nắm tay tôi Sau đó nói một câu lạnh lùng Đuổi việc đi Hai người tiếp tân khóc lóc cầu xin Nhưng chỉ là dưới sảnh Còn tôi và Bảo đã bước vào thang máy Rồi lên phòng làm việc của anh Tôi thấy hai người đó không biết Mà với tôi chỉ là người hầu thôi Nên tôi nói Anh đừng làm thế Người ta hiểu nhầm tôi theo đuổi anh với lại lúc nãy tôi không nói rõ tôi là người làm, cho nên hai chị ấy không cho tôi vào đấy. Đó cũng là trách nhiệm của người ta thôi mà. Sao anh lại đổi việc họ chứ? Ai kêu họ không tôn trọng người phụ nữ của tôi? Anh đừng làm quá như thế. Anh làm như thế, sau này ai gặp tôi cũng sợ, trong khi tôi không là gì cả. Với cả cũng là người làm công ăn lương, tôi xin anh đừng đuổi họ có được không? Về môi trường tôi đi, tôi tha cho họ. Anh muốn tôi làm gì? giờ tôi chưa nghĩ ra xíu ăn cơm tôi suy nghĩ xong thì nói với em tôi gật đầu đồng ý tôi không muốn vì tôi người ta mất việc vô cớ như vậy thầy tôi đồng ý rồi mà móc điện thoại gọi cho thư ký hạ tiếp tục cho ở lại làm việc nhé đây là lệnh của thiếu phu nhân cái gì tôi là người làm của anh mà anh nói xàm như vậy Đợi anh cúp máy tôi bực bội nói anh nói tào lao cái gì thế tôi là người làm của anh anh nói như thế đến tay ông bà chủ thì tôi phải làm sao có gì đâu mà em sợ Em là người phụ nữ của tôi Thì cũng chính là vợ tương lai của tôi Em bước vào nhà tôi thì sẽ làm vợ tôi Nên em đừng hòng bỏ trốn Anh Anh cái gì mà anh Đi vào đi tôi đói bụng quá Lúc này cửa thang máy mở ra Tôi theo bảo vào phòng làm việc của anh Vừa bước vào phòng anh khóa trái cửa Tôi thấy vậy sợ hãi hỏi Sao, sao lại khóa cửa thế này Trong lúc ăn cơm tôi không muốn bị làm phiền Nói xong anh bước đến ghế sofa ngồi đợi tôi Nên tôi đem cơm đến dọn ra cho anh ta ăn Anh lên tiếng hỏi Em ăn cơm chưa? Tôi chưa đói, chút nữa tôi về ăn sau Bới hai chén đi, ăn cùng tôi luôn Nhưng xem thích cãi tôi thế nhỉ? Được rồi, ăn thì ăn Hên là phòng làm việc của Bảo như căn hộ nhỏ có cả phòng ngủ và bếp Nên có đầy đủ chén đĩa Tôi lấy hai phần, anh ta bắt đầu ăn tôi mới dám ăn theo Ăn xong tôi dọn dẹp chuẩn bị đi về Bảo ngồi bàn làm việc kêu tôi lại Em về gấp tôi làm gì Lại đây Tôi thấy trên bàn làm việc không có hồ sơ gì Chắc đến giờ nghỉ của Bảo rồi Tôi bước đến nói Rồi đến giờ nghỉ chưa Anh nghỉ ngơi đi tôi đi về Vừa bước đến Bảo kéo tôi ngồi trên bàn làm việc của anh Tôi hốt hoảng định nhảy xuống Anh đứng giữ chân tôi Sau đó ngước mặt nhìn tôi Em nhớ tôi nói gì trong thang máy không đấy Anh anh muốn làm gì Tôi chỉ muốn em thực hiện lời hứa của em Vừa nói xong Bảo cúi xuống hôn môi tôi Tôi không dám phản kháng Vì lúc nãy tôi hứa rồi Mà hứa thì phải thực hiện Thấy tôi không phản đối Anh càng lúc càng hôn sâu Được một lúc lại càng lúc càng càn rỡ Tôi sợ hãi có người phát hiện Nên tôi đẩy anh bảo Đừng làm bậy nữa đây là công ty Có người phát hiện ra đấy Em yên tâm phòng làm việc của tôi Không có sự cho phép của tôi thì không ai vào được Huống chi cửa khóa rồi Giờ nghỉ trưa này cũng chỉ có hai chúng ta Nói xong anh kéo sát tôi vào anh Sau đó chuyện gì đến cũng đã đến Để khi lờ mở mắt mở ra Tôi nhớ bảo ôm tôi vào đây Ngồi dậy tôi thấy phía trên tủ đầu giường Có túi đồ mới Mở ra bên trong là cái đầm hoa và đồ lót Chắc anh ta chuẩn bị cho tôi Nên tôi cầm đi vào phòng vệ sinh tắm Rồi thay ra khi bước ra ngoài Thấy Bảo ngồi làm việc tôi lên tiếng nói Giờ tôi đi về đây thiếu ra Bảo tạm ngưng công việc nhìn tôi Em tỉnh rồi đây à Giờ 3 giờ rồi Ngồi đợi chút Xong việc thì cùng tôi đi về Tôi nhớ đồ của mình nên mới hỏi Thiếu ra đồ của tôi đâu Tôi bỏ rồi Nhưng đó là đồ của tôi mà Không nói nhiều Ngồi đó đợi tôi đi Anh vừa chỉ tay ra ghế sofa vừa ra lệnh Tôi biết cãi cũng không được Cho nên ra đó ngồi đợi để khi xong việc anh đứng lên nắm tay tôi đi về Tôi cố gắng rút lại như không nổi Đi ra khỏi thang máy Tôi cố gắng cúi thấp đầu Từ vụ việc trưa nay Tôi nổi tiếng trong công ty của anh Bởi không ai có thể thay đổi quyết định của anh ta Vậy mà vừa cho hay Vậy mà vừa hay Hai tiếp tân nghỉ việc không bao lâu Có thông báo thiếu phu nhân trở lại làm Tuy thiếu gia nhà họ chưa từng câu khai kết hôn Nhưng cô gái quê mùa kia Chắc chắn không tầm thường Nhất là hai cô tiếp tân lần này tận tới già rồi Thấy tôi đi xuống đã thay đồ khác Bà cúi đầu chào tôi Tôi thì xấu hổ vô cùng nép vào lương anh mà đi Ra ngoài cổng công ty Có tài xế đậu xe sẵn chờ tôi và bảo lên xe Vừa vào trong xe Anh ta quay qua tôi hỏi Em không có quần áo mặc à Sao tôi chỉ thấy em mặc hai ba bộ thay đổi thế Đồ tôi còn ở khu trọ Vì khi tôi bỏ trốn quay lại Thấy người mẹ tôi ở đó Cho nên tôi chẳng dám đi lấy về đến nhà anh làm việc mấy người chị trong biệt thự cho tôi ba bộ đồ để thay thôi được rồi, rồi tôi đưa em về đó lấy nói rồi anh nói tài xế về khu trọ của tôi trước đây lấy đồ vừa thấy tôi về cô chủ phòng mừng rỡ lắm mấy hôm nay con đi đâu thế hả cô lo quá không thấy con về số điện thoại của con cô gọi cũng không có được dạ chuyện cũng dài thôi để vào trong con kể cô nghe lúc này bảo trên xe bước xuống Lúc nãy vì có điện thoại công ty, anh ta kêu tôi vào trước. Vừa thấy anh ta, cô chủ phòng hỏi: "Cậu ấy là ai thế hả?" "Tôi là bạn trai cô ấy." Tôi chưa kịp trả lời, tôi liếc anh rồi giải thích với cô chủ phòng trọ: "Dạ không có đâu cô ơi, cô đừng nghe người nói vậy, anh ấy là chủ của con ạ." Đi vào nhà cô chủ trọ, tôi gặp anh Minh, chị Tuyến, họ gặp tôi mừng giữa hỏi han, tôi quay qua đó với bảo: "Anh muốn ra xe đợi chút hay vào phòng trọ của tôi ngồi nghỉ một lát?" Tôi nói chuyện với cô chủ trọ rồi sau đó trả phòng luôn Em mở cửa đi Tôi muốn vào xem nơi em từng ở Nghe vậy tôi hỏi mượn chìa khóa của cô chủ trọ Sau đó đi mở cửa cho bảo vào Hay là thời gian tôi không có ở đây lâu như vậy Nhưng cô chủ trọ có quét dọn giúp tôi cho nên rất sạch sẽ Đợi bảo vào phòng Tôi gặp cô và kể hết mọi chuyện cho họ biết Bởi trong nhà cô chủ và gia đình chú Tuấn từng cứu tôi Ai cũng thương tôi như con nên tôi rất tôn trọng họ sau khi nghe tôi kể xong, mọi người mừng vì tôi may mắn được gia đình nhỏ Lý giúp đỡ, tôi ở đó cũng được an toàn, chứ ở đây bị bắt như lần trước, mọi không hề hay biết. Lúc này chị Tuyến lên tiếng hỏi, "Bé Hân này, người đàn ông đi cùng em có phải phó chủ tịch Lý Thị Lý Thế Bảo không?" "Dạ, em không biết anh ta làm gì ở công ty, em quên không hỏi, nhưng anh ấy thực sự là Lý Thế Bảo, con trai của Lý gia." Lúc này chị Tuyến quay qua nói với anh Minh, anh không có cửa đấu lại anh ta đâu trên thương trường trong nước ngoài tứ đại gia tộc lý thị đứng thứ hai có ai đám đứng thứ nhất em là thư ký giám đốc công ty mới được ký hợp đồng với bên đó cho nên may mắn biết mặt anh ta nên anh hai hết hy vọng đi là vừa tôi không hiểu gì lúc này anh minh lên tiếng bé hân em với anh ta là thế nào tôi không biết giải thích thế nào bảo đi đâu lúc nào cũng nói tôi là bạn gái là người phụ nữ của anh nên nói sao cũng không được em không biết giải thích thế nào cho anh chị rõ nói chung em là người làm riêng của anh ta chị tuyến nhìn tôi không có đâu ánh mắt anh ta nhìn em khác lắm chưa kể em nhìn xem bộ đồ em mặc trên người giá đâu có rẻ chắc chắn là có vấn đề tôi thực không biết giá trị bộ đồ này thế em ta chuẩn bị nên mặc thôi lúc này anh minh lên tiếng thôi em vào đi anh ta đợi em nãy giờ cũng lâu rồi đấy dạ vâng tôi gật đầu chào mọi người rồi vào phòng trọ sát vách nhà cô chủ thì thấy anh đang ngồi trên bộ bàn nhỏ của tôi nhìn ngó xung quanh thấy tôi vào đến anh lên tiếng hỏi trước đây em sống ở cái chỗ chật trội né với tôi có chỗ ở là tốt rồi may mắn tôi được làm ở nhà anh ở đó phòng ngủ của tôi còn lớn hơn cả cái phòng trọ này anh gật gù rồi kêu tôi lát nữa dọn đồ để đi về tôi cũng biết nãy giờ chậm trễ thời gian của anh ta nên tranh thủ dọn đồ rồi mau đi thôi khi ra ngoài mọi người đứng chia tay với tôi Lúc này đây bảo đi đến bên cô chủ trọ Đưa ra bao tiền giày Cảm ơn mọi người thời gian trước chưa cô em ấy Đây là tiền trả phòng trọ Mong cô nhận cho tôi vui Còn chiếc xe của cô ấy mọi người cứ sử dụng Vì sau này cô ấy không có dùng nữa đâu Chúng tôi đi nhé Cảm ơn mọi người lần nữa Tôi chưa kịp ủ ớ gì Bảo ôm eo tôi bước đi Tôi chỉ kịp quay lại giơ tay chào tạm biệt mọi người Rồi đi theo anh ta lên xe đi về Vừa lên xe tôi bức xúc nói sao tự nhiên anh bỏ chiếc xe máy của tôi tôi phải để dành dụm tiền lâu lắm mới mua được ấy chiếc xe cũ em giữ lại làm gì sau này muốn đi đâu ấy cứ kêu tôi đi tôi kêu tài xế đưa đâu có được xe là xe của anh tài xế là của gia đình anh tôi vẫn muốn đi xe của tôi em nói xe của tôi tài xế của tôi nhưng tôi là của em ai là của anh chứ anh là gì của tôi cứng đầu thật Thôi rồi, nếu em thích đi xe máy Để tôi mua chiếc xe mới cho em Thôi thôi thôi, tôi không có cần Vừa dứt câu, bảo hôn lên môi tôi Cắn tôi một cái Cái miệng này chỉ thích cãi thôi Có bữa tôi cắn cho nát khỏi cãi Tức quá không trả lời Tôi cúi mặt quay ra ngoài cửa xe Nhìn đường không thèm quan tâm đến tên này Trên đường về Bảo ghé cửa hàng bán điện thoại Mua cho tôi cái điện thoại mới Sẵn tiện anh lưu luôn số điện thoại vào máy tôi lúc nào cũng phải đem theo bên mình khi nào cần tôi gọi cho em hóa ra cho tôi để tiện sai bảo tôi gật đầu cảm ơn và cầm điện thoại xem đúng là đẹp và xịn hơn cái điện thoại cùi bắp của tôi rất nhiều về đến nơi tôi chạy giết vào bếp phụ mọi người nấu ăn hôm nay tôi đi cả buổi chiều rồi đồ tôi lấy ở nhà trọ về không có nhiều chỉ có túi nhỏ nên tôi để ở góc bếp tối đem lên và trong mọi người mới hỏi han Bé Hân đi chơi à? Sao nay mặc đẹp thế này? Chết, tôi quên chơi thay đồ. Tôi vẫn mặc trên đồ bộ đồ mà bảo cho tôi. À không, hôm nay em về nhà cho cũ lấy đồ. Từ bữa đến nay em không có về đó lấy được ạ. À. Cái này hồi xưa bạn em tặng, bây giờ em lôi ra mặc thử. Đẹp đấy đẹp đấy, bé Hân nhà ta mà chăm chút lên à. Đúng kiểu xinh lắm luôn ý. Thôi, mấy chị đừng có chọc em. Em xin lỗi vì về trễ, để vào phụ mọi người ạ. À. Mọi người chuẩn bị nấu ăn dọn bàn xong Ông chủ cũng đi làm về tới Cả nhà ăn cơm xong tôi dọn dẹp Rồi đem đồ lên phòng Khi đi qua cầu thang tầng 1 Tôi vô tình chứ không phải cố ý nghe lén Từ trong thư phòng của ông chủ Tiếng ông chủ vang lên Chuyện lúc chưa là thế nào Tiếng của bảo trả lời Chuyện gì à ba Chuyện con đuổi việc hai tiếp tân Rồi sau đó lại thôi Và nó là lệnh của thiếu phu nhân Có có vợ hồi nào mà ta không biết hãy chấm dứt ngay chuyện này đi hiểu chứ nếu mẹ con biết lớn chuyện đấy con ạ à. tôi nghe thấy bao nhiêu đó tôi hiểu rồi nhẹ nhàng nhưng lại làng tôi bước giết lên phòng tôi sợ lắm vì tôi không còn chỗ nào để đi ra ngoài kia tôi sợ mẹ tôi bắt tôi mất nhưng chuyện của tôi với bảo nếu bị phát hiện tôi là con gái tôi mới là người thiệt nhưng họ là gia đình quyền quý tôi phải làm sao để tránh mặt anh ta trong khi đó ở thư phòng ba Lý lúc này Bảo lên tiếng nói Con không quan tâm đâu Mẹ có biết thì con nói rõ ràng với mẹ Con thích khả hân Ngoài cô ấy con không chịu ai hết Con biết mẹ cũng thương con bé Ta đã cho người điều tra hoàn cảnh con bé Vì ban đầu sợ con bé nói gạt Nhưng thực hoàn cảnh con bé tội nghiệp thật Tính tình hiền lành hiểu chuyện Có lần mẹ con bàn với ta Định hỏi ý con bé Nhận nó làm con nuôi để đám người kia không động đến được Ba Lý thở dài tiếp tục nói Nếu mẹ con biết con làm gì quá đáng với con bé Bà ấy làm ấm lên cho mà xem Mà con có làm gì con người ta rồi không đấy Con có, có làm rồi Nhưng con chịu trách nhiệm với cô ấy Không để cô ấy chịu thiệt Ba không được nhận cô ấy làm con nuôi Vì cô ấy trước sau gì cũng là vợ con thôi Ba Lý xoa xoa thái dương Con với con bé bắt đầu từ khi nào Con bé ở đây một thời gian rồi nhưng con mới đi công tác với mấy bữa mà Thì con gặp cô ấy trước khi con đi công tác hơn một tháng Từ lần đầu gặp con đã xác định con thích cô ấy Rồi hôm kỷ niệm ngày thành lập công ty Con bị chuốc thuốc Bảo ngồi thẳng lương kể Khi con lên phòng nghỉ để gọi điện cho bác sĩ Gặp cô ấy hành lang Và cô ấy là người giúp con giải thuốc Sáng hôm sau con biết cô ấy lần đầu Cho nên con muốn chịu trách nhiệm với cô ấy Nhưng cô ấy lại nhất quyết từ chối mãi khi con đi công tác về không ngờ cô ấy được bé nhi cứu đem về ạ à? thế rồi con định thế nào con tìm cách thuyết phục Để khi cô ấy đồng ý lấy con thì lúc đó con xin thưa để cưới có không thì để sinh cháu trai cho ba mẹ trước rồi lúc đó cưới sau anh vừa cười vừa nói cái thằng này thôi về phòng làm việc đi còn nghỉ ngơi sớm sau khi nói chuyện với ba xong bảo trở về thư phòng làm việc trong khi đó tôi phòng dọn dẹp Tranh thủ nghỉ sớm để không bị bảo làm phiền Tối sau khi làm việc tắm rửa xong Bảo không thấy tôi qua Nên đi qua phòng tôi bằng cái cửa trong phòng Tôi nhắm mắt Cố gắng ngủ Nhưng từng bước chân của anh tôi đều nghe rõ Anh đi đến gần rồi nói Tôi bảo em thế nào Tối về qua ngủ với tôi Em không nghe lời đấy à Thấy tôi bất động anh nói tiếp Lại còn giả bộ ngủ Em tin tôi ăn em ngay bây giờ không đấy tôi sợ quá mới mở mắt ra thôi 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 tôi xin anh tha cho tôi đi anh để tôi yên ổn làm người làm của anh thôi được không nào tất nhiên là không anh nói xong rồi cúi xuống ẵm tôi đi về phòng mặc tôi dãy này thế nào anh cũng không có buông về phòng rồi anh để tôi nằm xuống ôm lấy tôi tôi phải làm sao đây em mới chấp nhận tôi để bé cưng tôi không thể chúng ta là không được mà sao lại không được em không chấp nhận tôi sao biết không được tôi quyết tâm nói hết suy nghĩ của mình để bảo không để tâm đến tôi nữa tôi sinh ra trong gia đình bình thường ba tôi mất sớm mẹ tôi không phải dạng tốt lành gì từ đầu đến cuối tôi không có gì sướng với anh còn anh là thiếu gia của gia đình bề thế sự nghiệp vững chắc thiếu gì tiểu thư đài cát ngoài kia hợp với anh vậy nên anh có thể tha cho tôi được không tôi không thích tiểu thư gì hết tôi chỉ thích em em nhất định phải làm vợ tôi sang cứ cố chấp như thế nhỉ con em, sao cứng đầu thế? Anh... Anh cái gì mà anh? Mau hôn tôi buộc cáo rồi đi ngủ thôi. Tôi không ngóc đầu lên im lặng giả điếc vậy. Anh biết thế nào tôi cũng vậy cho nên lật người tôi. Nếu em không hôn ấy, tôi ăn em một chút rồi ngủ được chứ. Vừa nói, tay anh vừa sờ soạn lung tung. Anh có dừng lại like không? Hôn, hôn là được chứ gì? Anh lưu manh nói. Tôi đổi ý rồi, ai bảo lúc đầu em không chịu hôn tôi. Bây giờ tôi muốn ăn em rồi mới ngủ. Nói xong không đợi tôi phản ứng Anh đúng là tiếp tục làm cái việc của mình Sau hôm đó tôi cố gắng né anh Buổi sáng thức dậy thay vì bị ép Trước khi đi xuống lầu lúc nào cũng hôn anh một cái rồi mới được đi Buổi trưa tôi nấu cơm cho anh Nhưng không đem đến công ty mỗi ngày Mà đều có lý do tự chối Hôm nào bí quá không chối được Tôi đem cơm đến rồi nhờ mấy người tiếp tân đưa lên giúp Mấy người tiếp tân từ vụ việc đó Hãy gặp tôi cúi đầu chào y như chủ của họ ấy mặc dù tôi cố gắng thuyết phục cỡ nào tôi chỉ là người làm riêng của thiếu gia nhưng họ cũng không có tin buổi tối tôi tranh thủ làm việc rồi tắm rửa đi ngủ liền cho nên bảo không làm gì được tôi nhưng tính cố chấp không bỏ được tối nào cũng trên giường tôi ôm tôi ngủ tôi trốn được một tuần anh cùng hai vị tiểu thư đi du lịch lúc này tôi thực sự nhẹ cả người mè quá né được lúc nào hay lúc đó bảo mấy nay rất bực mình Vì khả hân né tránh anh rõ ràng Đã vậy không nghe lời Cơm chẳng đem đến cho anh Tối về ngủ trước không được anh nói chuyện Đúng là tức điên cả người Đã vậy cái tên Trương Kiến Văn Lấy cớ đi làm để cùng đi chơi với em gái anh Mà kệ Lâu rồi không có đi chơi thư giãn cùng bạn với hai em gái Có bé cứng đầu cứ đợi đấy Đến khi anh về Anh cho biết tay Dám không nghe lời anh Anh tẩn cho mấy ngày không xuống giường được cho khỏi né Sáng nay xuất phát đi đến Thái Lan Văn gọi điện từ sớm Tôi nghe đây Sáng nay cậu kiếm cớ bỏ Tuệ Nhi lại đi Rồi tôi đến đón cô ấy nhé Nó làm ấm với tôi đấy Đi giúp tôi đi mà Rồi đến khi lên máy bay Nhớ đổi vé để tôi ngồi cùng cô ấy Cậu là chủ của tôi đấy à Hôm nay ra lệnh cho tôi cơ đấy Ông đây đang không vui mấy hôm nay Cậu giúp tôi Tôi đầu tư 10% vào khách sạn của cậu Ok Chốt Gần đây do bận việc công ty bỏ bê bê khách sạn bây giờ văn mở lời giúp ngu gì mà không nhận cô bé cứng đầu cứ đợi đấy rồi tôi về xử em hôm nay bảo không có nhà tâm trạng tôi thực sự thoải mái đứng ngoài vườn vừa tưới nước cho hoa tôi vừa hát lúc này bà chủ bước ra tôi cũng không hay bà đứng phía sau tôi hôm nay tâm trạng con tốt nhỉ có chuyện gì vui à tôi cúi đầu chào bà dạ thưa bà con tưới cây cho nên vui vẻ hát thế thôi chứ không có gì ạ con lại đây ngồi nói chuyện với ta tôi bước vào chòi chỗ bà chủ ngồi tôi không dám ngồi chỉ đứng thưa chuyện với bà bà vỗ chỗ bên cạnh rồi nói khả hân con đến đây ngồi đi dạ con không dám với lại trên người con dơ bẩn lắm ạ không sao đâu cứ đến đây ngồi với ta cuối cùng tôi nghe lời bà chủ ngồi bên cạnh bà bà nhìn tôi cười hiền hậu thân thiện tôi từng ước mình có người mẹ như bà nhưng không thể Tôi không có phúc phần đó Bà đưa tay vuốt vuốt tóc tôi hỏi Mấy nay con đi theo thằng con trai ta Nó làm gì khó không Hay có la dậy gì con không đấy Dạ không ạ Thiếu ra không làm khó gì con ạ Bà cười nắm tay tôi Thằng con ta tính khí thất thường Lại hay thích làm theo ý mình Từ trước giờ Không có ai làm người hầu riêng cho nó Mà nó chịu được cái tính của nó quá ba ngày Con bên nó mấy hôm nay là quá tốt ta chỉ sợ non hiếp con làm con mệt mỏi thôi tôi mỉm cười trả lời dạ con ổn ạ cảm ơn bà chủ thương con và cứu giúp con ba cười nụ cười hiền hòa trước đây ta cũng là con nhà nghèo hoàn cảnh khó khăn ta chỉ biết học và đi làm như con bây giờ sau này khi gặp yêu kết hôn với ông nhà mọi thứ lúc đó mới thay đổi thế cho nên ta thương người khó khăn nên trong nhà ta luôn chỉ dạy mọi người yêu thương nhau mà con là đứa bé hiền lành ngoan ngoãn cho nên ta thương lắm giờ tôi hiểu vì sao ngoài địa vị tiểu gia khó ưa đó ra hai vị tiểu thư và mọi người trong nhà đều hiền lành dễ thương khi vào đây tôi như được ở trong gia đình mọi người luôn coi tôi là em út chỉ dạy tôi cúi đầu nói có cảm ơn bà chủ nhờ bà thương mọi người đây tốt với con nên con biết ơn bà chủ cư mang con ạ bà nói tiếp thật ra ta thương hoàn cảnh của con muốn nhận con làm con nuôi của ta con thấy thế nào tôi bất ngờ vì không nghĩ bà nói vậy nếu bà ấy biết chuyện của tôi và thiếu gia thì thế nào tôi liền lắc đầu nói thưa bà chủ con được người cứu giúp là phúc của con con không dám ạ lúc này từ trong nhà ông chủ bước ra tôi thấy ông ấy đến thì cúi đầu chào con thưa ông chủ ạ ông vui vẻ ngồi đối diện nói ngồi xuống đi không cần sợ hai người đang nói chuyện gì thế lúc này bà chủ cười nói với ông chủ Em đang nói chuyện với con bé Hỏi ý con bé muốn nhận em là mẹ nuôi không Khi con Lý Sa đứng phía sau Đám người đó không dám làm gì con bé nữa Ông chủ ngồi dựa vào ghế nói Em và anh thì thương con bé rồi Nhưng quan trọng ba đứa con mình đồng ý hay không Sao lại không đồng ý Tụi nhỏ cũng thích con bé mà Anh biết Nhưng chắc chắn có đứa không chịu Chuyện này anh nghĩ em cứ đợi mấy đứa nhỏ đi chơi về Rồi bàn với tụi nó Chứ không có đứa làm ầm lên đấy Ông chủ vừa nói vừa nhìn tôi cười Tự nhiên tôi không làm gì thấy trột dạ Nên cúi đầu xuống thấp Con đừng có sợ Ta với bà nhà đều thương con Ai đụng tới con thì cũng như đụng đến một trong ba đứa con của ta Tôi cúi đầu nói Dạ Con thực sự biết ơn ông bà Con cảm ơn ông bà yêu thương con nhiều thế ạ Ông chủ cười Tuy nụ cười hiền hậu Nhưng thấy rõ sự từng trải Có chút lạnh lùng làm người đối diện hơi sợ Bảo lạnh lùng có phần giống ông nhưng ở ông chủ có nét thân thiện hơn. Ông lên tiếng hỏi tôi. Mấy nay con có bị thằng con ta la dày hay làm khó gì không? Công nhận hao bà hỏi y chang như nhau. Tôi mới lắc đầu nói. Không ạ, thiếu gia không có la hay làm khó gì con ạ. Vậy tốt rồi. Nếu nó làm khó con ấy, cứ việc nó với ta. Ta trị tội nó. Tôi cúi đầu nói. Có cảm ơn ông chủ ạ. Được rồi, giờ hai người ngồi nói chuyện với nhau tiếp đi. Ta có việc phải đi đây quay qua bà chủ ông nói anh đi nhà bà xã công nhận ông và bà lớn tuổi mà vẫn tình cảm nói xong ông đứng lên đi vào nhà chuẩn bị đi làm tôi vẫn được bà chủ giữ lại ngồi nói chuyện với bà một chút đúng là không có lý thế bảo ở nhà tôi vui vẻ hẳn vì có anh ta tôi lại sợ vừa tắm rửa xong điện thoại kêu đang nghĩ xem ai gọi thì thấy người gọi đến là bảo tôi bắt máy nghe em đang làm gì đấy thì đang chuẩn bị đi ngủ giờ này anh gọi điện có chuyện gì không tôi không thể gọi cho em à mà không có tôi em ngủ sớm thế hôm nay em làm gì thì chỉ làm việc thôi chứ đâu có làm gì đâu anh gật đầu có vẻ như chuẩn bị đi ra ngoài tôi thấy trên người anh mặc áo sơ mi nghiêm chỉnh ở đây đẹp lắm lần này vì tôi đi cùng em gái và bạn nên không dẫn theo em được mới gần đây em cứ tránh mặt tôi suốt lần sau tôi dẫn em đến chơi nhé đây tôi quay cho em xem này nói xong anh quay camera cho tôi thấy phòng anh rất rộng có có view nhìn ra ngoài cửa sổ là thành phố Bangkok. Anh chỉ cho tôi xem tòa nhà xa xa có gì, tòa nhà kế bên là gì, kiểu muốn nói với tôi nơi anh ta đến đẹp ra sao ấy. Em thấy thích không? Tôi nhìn qua màn hình mỉm cười, đúng là đẹp thật. Tôi chưa bao giờ được thấy. Bảo thấy tôi cười thì quay lại cam. Em cười đẹp lắm, nhưng sao khi bên tôi không bao giờ cười thế hả? Tôi ngừng cười và không trả lời. Ánh mắt anh nhìn tôi qua màn hình điện thoại thực dự dàng. Nhưng tôi biết mình không với tới được người đàn ông này Tôi nên dừng mơ mộng lại Thôi ngủ đi Tôi đi ra ngoài với bạn Em ngủ ngon nhé Thấy tôi không trả lời và cúi đầu xuống Bảo nói tạm biệt rồi tắt máy Rồi những ngày sau đó khi đi đâu chơi Anh ta cũng chụp ảnh gửi cho tôi với dòng tin Người đàn ông của em đẹp trai không? Em nhớ tôi không? Ở đây nếu có em thì càng đẹp Vân vân và mây mây Buổi tối anh luôn gọi cho tôi nói vài câu rồi cúp máy đi ngủ. Hôm nay cũng xong việc vừa nằm xuống thì điện thoại kêu, không cần đoán tôi biết là ai rồi. Cầm điện thoại lên, y như tôi đoán, người gọi là Bảo đang gọi video call. Bên kia bảo chắc chắn trong phòng ngủ tôi, thấy phía sau anh ta là chiếc giường ngủ, anh ta không mặc áo để lộ bờ ngực săn chắc. Em đang làm gì đấy? Thì chuẩn bị đi ngủ. Mấy hôm nay tôi không có nhà, em nhớ tôi không đấy? không có sao lạnh lùng thế nhở tôi thì rất nhớ em không có em để ôm thực sự khó ngủ tôi không trả lời anh ta lúc nào cũng nói mấy lời rụ rỗ tôi thấy tôi không trả lời bảo nói tôi sắp về rồi em nói tôi nghe thử xem em thích gì tôi mua cho em không cần đâu em không cần phải mua gì hết tôi không thích cái gì cả sao lại cứng đầu thế nhỉ không thả lỏng với tôi một chút được ư ừ. anh là thiếu gia tôi chỉ là người hầu riêng của anh nên tôi không muốn quá phận bảo khó chịu nói em đợi xem nhất định có một ngày em chấp nhận tôi xong rồi anh ta lảng qua chuyện khác ở đây đẹp lắm dịp nào tôi rảnh tôi dẫn em đi đến đây chơi cùng tôi mấy hôm nay đi đâu bảo cũng chụp ảnh cho tôi xem thực sự rất đẹp đang suy nghĩ thì bảo hỏi em nói xem tôi phải làm gì em mới không né tránh tôi một tuần vừa qua, tôi bận làm việc để sắp xếp cho chuyến đi chơi nên mặc kệ em. Em đợi khi tôi về tôi tính sổ với em đấy. Không có mà. Giờ mới sợ à? Vậy em nói em thích cái gì? Tôi không biết, tôi không đến đó đâu biết có cái gì đâu mà thích. Vậy được rồi, tôi mua theo ý thích của mình. Giờ em ngủ đi và mơ đến tôi nha bé con. Nói xong anh cúp máy, tôi nằm xuống giường suy nghĩ. Tôi là người bình thường, tại sao anh cố chấp như vậy? Bên cạnh anh có biết bao cô gái đẹp Hợp với gia thế của anh Tại sao cứ bắt ép tôi Mãi suy nghĩ để khi ngủ quên Sáng hôm nay cũng như mọi khi Tôi xuống giúp mọi người Rồi nghe bà quản gia nói Khả Hân hôm nay coi dọn dẹp phòng thiếu gia Hôm nay cậu ấy về đấy Ờ bác quản gia Không phải thiếu gia đi mấy ngày nữa mới về à Sao nay lại về Ừ đúng là mấy nữa mới về Mà không biết sao trong nhóm bạn thiếu gia Có ai có việc gấp ấy Thế là mọi người cùng về hết luôn con hôm nay lo dọn dẹp trên đó đi nhé tôi gật đầu chuẩn bị đồ đạc đi dọn dẹp phòng ngủ cho lý thế bảo và các bạn thân mến đến đây thì nội dung của tập truyện thứ nhất đã kết thúc rồi bộ truyện có 3 tập các bạn ạ chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung trong tập truyện kế tiếp nhé à, nhớ là đăng ký kênh để có thể tiếp thêm động lực cho mai cũng như thêm truyện cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn